chương 451, ngài đường thấy như vậy đã được chưa? Tao không cam tâm, chẳng qua nó cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, dựa vào đâu mà có một sức lực mạnh như vậy. Trong lòng nhan minh không ngừng gầm gừ, nỗi hận đường Tuấn chỉ có tăng chứ không có giảm. Chỉ cần hôm nay cậu ta có thể bình yên rời khỏi đây, thì nhất định sẽ dùng mọi lực lượng của nhà họ nhan để ép chết đường Tuấn. Giác, một chân đường Tuấn dẫm lên chân của mộ dung hà, âm thanh xương vỡ vụn vang lên mộ dung hà lại một lần nữa kêu thảm tôi không có quá nhiều kiên nhẫn đâu làm hết mấy điều này đường tuấn mới quay đầu nhìn chú mạnh nói cắt đứt một cánh tay của nhan minh tôi sẽ để các người đi nhan minh đột nhiên ngẩng đầu trên mặt xuất hiện biểu cảm kinh hoàng nói đường tuấn mày dám chỉ cần động vào một cọng lông của tao nhà họ nhan sẽ không bỏ qua cho mày đường tuấn ông thấy hay là chúng ta thôi đi ông cụ mộ dung lúc này cũng khuyên nói ông đến cuối cũng phải giữ vững lấy nhà họ mộ dung không muốn quá đắc tội với nhà họ nhan đường tuấn lắc lắc đầu sau ngày hôm nay anh và nhà họ nhan chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù cho dù bây giờ không thể giết chết nhan minh nhưng ít nhất cũng phải dạy dỗ cậu ta một chút như ngài đường mong muốn thấy đường tuấn không thể thương lượng được chú mạnh gật đầu thấp giọng nói vừa dứt lời ông ta nắm lấy tay của nhan minh vặn mạnh một cái Cánh tay trái của Nhan Minh phát ra tiếng răng rắc của xương gãy khiến người ta cảm thấy ê răng. Một cánh tay của cậu ấm nhà họ Nhan này đã bị bóp đứt. Có Đường Tuấn ở đó, chú Mạnh không dám làm giả. A, à, Nhan Minh kêu thảm thiết, sau đó không chịu được nữa mà ngất đi. Ngài Đường thấy như vậy đã được chưa? Chú Mạnh giữ lấy Nhan Minh đã ngất đi, hỏi ý Đường Tuấn. Đường Tuấn gật đầu, xua xua tay nói, "Cút đi." Chú Mạnh ôm lấy Nhan Minh lập tức quay người chuẩn bị rời khỏi. Ông ta bỗng nhiên quay đầu, bình tĩnh nói, "Ngài Đường, chuyện hôm nay tôi sẽ thành thật kể lại với nhà họ Nhan, đến lúc đó thầy Lâm sẽ tìm anh." Ừm, Đường Tuấn gật đầu, anh bây giờ đã thành thần, tu vi võ đạo cũng nâng lên một tầng cao mới, so với lúc rời khỏi thành phố Vinh, tu vi võ đạo của anh đã mạnh lên không chỉ gấp đôi. Chỉ cần thầy Lâm đó vẫn chưa nhập thần hải, vậy thì anh không sợ. Lúc chú Mạnh ôm lấy Nhan Minh rời đi, lại không chú ý ngón tay đường tuấn gõ nhẹ một luồng chân khí vô hình rời khỏi cơ thể anh nhập vào trong người nhan minh chú phú phát giác được động tác của đường tuấn nhưng cũng chỉ nhìn một cái mà không nói năng gì có luồng chân khí này cho dù sau này nhan minh thật sự muốn dùng thủ đoạn đen tối gì thì đường tuấn cũng có thể để lại một đường lui chú mạnh và những người của nhan minh rời khỏi trong nhà lúc này chỉ còn lại mấy người nhà họ mộ dung sắc mặt hai cha con mộ dung khánh cùng mộ dung hà sám như tàn cho đám người nhan minh rời đi cũng có nghĩa là núi dựa cùng lá bài tẩy của bọn bỏ toàn bộ đều không còn lúc này ông cụ mộ dung có chú phú bảo vệ mộ dung lan có đường tuấn trợ giúp bọn họ còn có thể gây ra sóng gió gì được đây chương 452, việc cháu nên làm ạ ông nội cháu sai rồi mộ dung hà không còn dáng vẻ hoành hành ngang ngược như trước nữa anh ta nằm trên đất giống như một con chó chết mà cầu xin ông cụ mộ dung hai ông cụ mộ dung than nhẹ một tiếng sau đó nói với mộ dung lan lan à sau này chuyện công ty sẽ giao cho cháu quản cháu cảm thấy ông phải xử lý bọn chúng thế nào ánh mắt mộ dung lan phức tạp hai người này một người là cha cô một người là anh cô thế nhưng bọn họ lại chưa từng xem cô là con và em gái em gái em gái tốt của anh van xin em bỏ qua cho anh đi sau này anh không dám nữa mộ dung hà nghe thế thì vội vàng chuyển hướng sang lấy lòng mộ dung lan đường tuấn vỗ vỗ bả vai mộ dung lan không nói thêm gì lúc này anh chỉ cần đứng ở nơi đó ủng hộ cho mộ dung lan là được rồi mộ dung lan do dự trong thoáng chốc sau đó cô ấy thở hắt ra một hơi dùng ngữ khí ra lệnh lạnh lùng nói mộ dung khánh mộ dung hà mắc phải sai lầm lớn tước bỏ tất cả chức vị của hai người ở nhà họ mộ dung thu hồi cổ phần chỉ cho phép giữ lại hoa hồng hàng năm của thành viên trong gia tộc hai người mộ dung khánh và mộ dung hà nghe vậy cả người choáng váng, đôi môi run rẩy, biểu cảm cực kỳ sợ hãi. Mấy câu nói của Mộ Dung Lan tương đương với tước đoạt tất cả nguồn tiền bạc của bọn họ, mặc dù tiền hoa hồng hàng năm của gia tộc cũng vào khoảng vài tỷ, nhưng cơ bản cũng chẳng thấm thoát vào đâu với bọn họ. Quan trọng hơn là hai cha con Mộ Dung Khánh đắc tội với không ít người, không còn những thân phận để trấn áp những người này nữa thì bọn họ có khác gì một con chó đợi người tới thịt. Đối với loại người như cha con Mộ Dung Khánh mà nói, tiền cùng thế móc nối với nhau không có tiền bằng với với không có thế. Ừm, ông cụ mộ dung nghe vậy thì gật đầu. Suốt cuộc mộ dung lan cũng không phải người tâm địa sắt đá, không đuổi hai cha con mộ dung khánh ra khỏi nhà mộ dung. Ông nhìn về phía mộ dung tú và mộ dung lâm, nói hai đứa chúng mày đã nghe thấy chưa? Sau này, lời của mộ dung lan chính là ý của tao. Lúc này mộ dung tú cùng mộ dung lâm nào dám nói thêm cái gì, chỉ vội vàng gật đầu, cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào nữa. Có được sự ủng hộ của ông cụ Mộ Dung cùng với Đường Tuấn, Mộ Dung Lan đã được định sẵn sẽ trở thành người nắm quyền của nhà họ Mộ Dung, sẽ từng bước nắm chắc nhà Mộ Dung trong tay. Cho người mang hai cha con Mộ Dung Khánh đi chữa trị vết thương xong, Mộ Dung Tú cùng Mộ Dung Lâm cũng không dám ở lại đây nữa, nhanh chóng kéo nhau rời đi. Bọn họ phải thừa dịp Mộ Dung Lan chưa chính thức tiếp quản nhà Mộ Dung mà chuẩn bị trước một vài thứ, bọn họ cũng không muốn nối gót theo Mộ Dung Khánh. Đường Tuấn, hôm nay cảm ơn cậu. Ông cụ Mộ Dung nói: "Nếu như không có Đường Tuấn, sợ rằng hôm nay ngay cả ông cũng bị quật ngã bởi chính tay con trai ruột của mình, Mộ Dung Lan cũng càng không tránh khỏi kết cục bi thảm." Đường Tuấn trả lời: "Việc cháu nên làm ạ." Chương 453, Vương Hiền, ông ấy tìm anh làm gì nhỉ? Mà Mộ Dung Lan chính là người bị thay đổi triệt để nhất. Cô vốn chỉ muốn an phận thừa kế y thuật Hoa Thiên Phong của ông ngoại, trở thành một bác sĩ y học cổ truyền chữa bệnh cứu người thế nhưng không ngờ tới cuối cùng vẫn phải đi lên con đường kế thừa nhà mộ dung thậm chí còn ra tay trừng phạt chính cha và anh trai mình có phải em rất quá đáng hay không dù sao bọn họ cũng là cha và anh trai em mộ dung lan có chút tự trách nói đường tuấn nắm lấy bả vai cô nói em làm rất tốt ừm một dung lan nhẹ nhàng gật đầu rồi ngẩng đầu nhìn đường tuấn nói ngày mai em muốn tới thắp hương cho ông ngoại anh có thể đi cùng em không đường tuấn lập tức đồng ý Hai người ở bên hồ nước ôm lấy nhau, hưởng thụ ấm áp chỉ thuộc về bọn họ lúc này. Reng reng reng, cứ đúng lúc này, bầu không khí an tĩnh lại không kéo dài được bao lâu, điện thoại di động Đường Tuấn bỏ trong túi lại bỗng nhiên đổ chuông. Vương Hiền, ông ấy tìm anh làm gì nhỉ? Đường Tuấn nhìn dòng ghi chú hiện lên của cuộc gọi tới, không ngờ lại là Vương Hiền mà anh mới chỉ có duyên gặp mặt một lần. Hai người tuy rằng có lưu số của nhau, nhưng Đường Tuấn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày dùng đến. Alo, xin chào, Đường Tuấn tiếp điện thoại. Xin chào, cậu Đường, tôi là Vương Hiền, cha của Hân Hân. Thanh âm không nóng không lạnh của Vương Hiền ở đầu dây bên kia truyền tới. Vâng, có chuyện gì sao? Đường Tuấn đi thẳng vào vấn đề. Là như thế này, tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu Đường một chút, không biết hiện giờ cậu có rảnh không? Vương Hiền sợ Đường Tuấn từ chối vội nói tiếp, liên quan tới lượng tiêu thụ của bột tuyết cơ và thuốc thông thần sau khi đường tuấn nghe câu này lập tức có hứng thú nói có thể được vậy tôi ở khách sạn vinh quang chờ cậu đường vương hiền nói được đường tuấn nói không hề có một đoạn hàn huyên nào hai người rất ăn ý mà chấm dứt đề tài ngắt điện thoại vương hiền tìm anh mộ dung lan dựa vào bả vai đường tuấn loáng thoáng nghe được nội dung sau khi hoàng phủ ngọc rời đi đường tuấn cũng giải thích rõ ràng chuyện xảy ra trên máy bay cho mộ dung lan nghe cho nên mộ dung lan cũng biết chuyện đường tuấn cứu vương hân hân. Đường tuấn gật đầu, khẽ nhíu mày, rõ ràng có chút không hiểu. Vương hiền biết thân phận của anh thì không có gì là lạ, nhưng mà bột tuyết cơ và thuốc thông thần hiện giờ cũng chỉ được bán ra ở tỉnh Khánh Hòa, vẫn còn chưa mở kênh bán hàng ra bên ngoài, vương hiền tìm anh nói những chuyện này làm gì. chương 454, em đi cùng anh nhé. Em đi cùng anh nhé. Thấy dáng vẻ của đường Tuấn, mộ dung lan cười nói bây giờ em đã có thể đại diện cho nhà mộ dung cho dù bọn họ muốn làm gì với anh thì em cũng có năng lực bảo vệ anh nói xong mộ dung lan còn nắm tay thành nắm đấm nhỏ như một con sói mẹ bảo vệ con đáng tiếc gương mặt cô ấy quá dịu dàng làm ra động tác này không chỉ không có vẻ hung dữ ngược lại còn có chút dáng vẻ ngây thơ vô cùng đáng yêu đường tuấn nhẹ nhàng vuốt cái mũi cao của mộ dung lan nói được hai người cũng không để lỡ thời gian sau khi giao phó với ông cụ Mộ Dung xong, Mộ Dung Lan lái xe đưa hai người tới khách sạn Vinh Quang. Khách sạn Vinh Quang cách nhà cũ của nhà Mộ Dung không quá xa, hơn nửa tiếng sau, một tòa khách sạn lớn diện tích mấy trăm mét vuông, được trang trí nguy nga lộng lẫy đã xuất hiện trước mắt hai người. Xe vừa dừng lại trước cổng lớn, đã có người tiến tới đón khách, rồi chủ động đi đỗ xe cho hai người. Người tiếp đón còn lại thì hỏi, xin hỏi, ngài là ngài đường sao? Đường Tuấn gật đầu, Ngài Đường, mời ngài đi bên này. Tổng Giám Đốc Phương đang ở bên trong chờ ngài. Người tiếp đón dẫn đường, dẫn hai người đường Tuấn đi vào trong khách sạn. Rất nhanh hai người liền đi tới bên ngoài một gian phòng dành riêng cho khách quý. Người dẫn đường giúp họ đẩy cửa ra, sau đó rời đi. Bên trong gian phòng rất lớn, giữa phòng được đặt một chiếc bàn tròn đủ chỗ cho 20 người ngồi. Nhưng lúc này bên trong gian phòng chỉ có bốn người, còn có mấy người có vẻ như là thư ký trợ lý đang đứng đó. Trong bốn người ngoại trừ đôi vợ chồng Vương Hiền và Cao Hồng ra, còn có hai người nước ngoài, hai người đều là đàn ông trung niên khoảng hơn 30 tuổi, đều là một đầu tóc vàng, sống mũi cao, mắt màu xanh. Cậu Đường, cậu đến rồi. Cao Hồng thấy Đường Tuấn đến thì lập tức đứng lên chào hỏi. Lúc này Vương Hiền cũng dừng lại cuộc đối thoại với hai người nước ngoài, chờ Đường Tuấn đi tới thì chủ động giới thiệu, hai vị, đây chính là cậu Đường, là người phát minh ra thuốc thông thần và bột tuyết cơ hai người nước ngoài kia nhìn đường tuấn một cái, nói ra một tràng tiếng phổ thông không lưu loát. Tổng giám đốc phương, anh đang đùa với chúng tôi sao? Một tên nhóc còn chưa rứt sữa, lông còn chưa mọc đủ, làm sao có thể phát minh ra loại thuốc thần kỳ đó? đúng vậy đó, tổng giám đốc phương, y thuật ở Việt Nam các anh không phải là chú trọng nhất lý lịch và độ tuổi sao? anh không phải là muốn tùy tiện tìm một người tới để lừa gạt chúng tôi chứ? một người nước ngoài khác nhíu mày, cười lạnh nói. Vương Hiền lộ ra vẻ lúng túng, nói: "Ngài Joseph, ngài Mark, tôi cũng không có ý lừa các ngài, người trước mắt này chính là Đường Tuấn người đã phát minh ra thuốc thông thần và bột tuyết cơ." Chương 455, đại khái khoảng bao nhiêu? "Đúng vậy, mời cậu chứng minh một chút đi." Người trẻ tuổi Mark cũng tán đồng nói. Đường Tuấn trầm mặc, anh đưa mắt nhìn về phía Vương Hiền nói: "Tổng giám đốc Vương, đây là ý của chú." Vương Hiền lộ ra nụ cười khổ. Hiển nhiên không biết phải làm sao. Ông ta cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Sau khi dùng tiếng Anh nói với hai người nước ngoài mấy câu, ông ta liền kéo Đường Tuấn đi tới một góc trong gian phòng, Mộ Dung Lan thì bị Cao Hồng kéo đi, không biết đang nói chuyện gì. "Vương Hiền, cậu Đường, mấy năm tới công ty chúng tôi chuẩn bị đặt trọng tâm phát triển ở Việt Nam, vì để phát triển và chiếm lĩnh thị trường nhanh hơn nên công ty chúng tôi quyết định tiến hành hợp tác cùng công ty y dược nội địa của Việt Nam." Ngài Joseph và ngài Mark chính là đại diện khảo sát mà tập đoàn chúng tôi cử tới Việt Nam lần này, trong tay họ nắm tới gần chục tỷ đô la tiền đầu tư. Vương Hiền thở lấy hơi, tiếp tục nói, chỉ cần công ty được bọn họ coi trọng thì có thể trở thành đối tác hợp tác với chúng tôi, có thể được hưởng kênh tiêu thụ khổng lồ của công ty chúng tôi. Thuốc thông thần cùng bột tuyết cơ có thể được bọn họ chọn lựa, chắc chắn trong một thời gian ngắn sẽ đạt được lượng tiêu thụ kinh khủng, tiêu thụ ra cả nước ngoài cũng không phải là không thể. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, giải thích của vương hiền quả thực đã lay chuyển được anh đường tuấn có đủ tự tin với thuốc thông thần và bột tuyết cơ anh cũng không có hoài nghi với năng lực mà tập đoàn đa quốc gia của vương hiền có hơn nữa hiện giờ anh quả thực cần trợ giúp của một tập đoàn lớn như thế này nhưng dựa vào cái gì mà chuyện tốt sẽ đến phiên anh chỉ dựa vào việc anh đã cứu con gái của vương hiền một lần đường tuấn âm thầm lắc đâu đối với người như vương hiền mà nói chắc chắn lý do này là không đủ Tôi cần bỏ ra cái gì?" Đường Tuấn hỏi thẳng. Vương Hiền nói, "Ừm, nếu như được bọn họ chọn lựa, có lẽ cậu phải nhượng lại một phần cổ phần của thuốc thông thần và bột tuyết cơ." Đường Tuấn hỏi, "Đại khái khoảng bao nhiêu?" Nếu như ở trong phạm vi có thể chấp nhận được, Đường Tuấn sẽ không để ý, dù sao anh chỉ cần đảm bảo nắm được hai loại thuốc mới ở trong tay mình là được. Vương Hiền nói, "Khoảng 30 đến 40%." "Tôi biết có thể là hơi nhiều, nhưng cậu cũng biết đấy." Mấy loại thuốc men này so với những thứ khác muốn bán ra được thì phải có kênh, càng cần hơn là phải tạo quan hệ tốt với các phe đối tác. Được rồi, những gì tôi có thể nói đều đã nói rồi, tiếp theo chỉ xem cậu lựa chọn thế nào thôi." Vương Hiền nhìn về phía Cao Hồng và Mộ Dung Lan đang nói chuyện với đám người Joseph, hạ thấp giọng mà nói thêm một câu, rồi vội quay trở lại chỗ ngồi. Đường Tuấn lộ ra nét mặt trầm tư, "Vương Hiền nói không sai, tiêu thụ thuốc men quả thực không giống với những thứ khác." không chỉ cần có kênh bán mà càng cần hơn là phải tạo được quan hệ tốt với quan chức chính phủ, các cán bộ của Cục Quản lý Thuốc. Mà những thứ này, trước mắt Đường Tuấn đang rất thiếu sót. Đường Tuấn chỉ suy tư một lát đã quay trở lại, lúc này 5 người bao gồm cả mộ dung lan cũng đang trò chuyện hết sức sôi nổi. Trên mặt Joseph tràn ngập nụ cười, giống như một quý ông dịu dàng lễ độ trò chuyện cùng với mộ dung lan, trong con người màu xanh của ông ta không che giấu được quý mến và nhiệt tình dành cho cô ấy. Thấy vậy, Mộ Dung Lan cũng chỉ cười ý tứ. Thấy Đường Tuấn trở lại, mấy người lập tức ngưng đề tài. Joseph ôn hòa cười một tiếng, nói cậu Đường, vừa rồi cô Mộ Dung đã bảo đảm với chúng tôi, cho nên chúng tôi tin tưởng cậu chính là người phát minh ra thuốc thông thần cùng bột tuyết cơ. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 456, điều kiện gì? Thật xin lỗi, tôi không phải. Vào lúc này Đường Tuấn lại nói. Cái gì? Joseph hơi sửng sốt, sau đó trên mặt hiện rõ tức giận mà nhìn vương hiền nói vương hiền chuyện này là thế nào mộ dung lan cũng nghiêng đầu nhìn đường tuấn với ánh mắt dò so hỏi vừa rồi trong lúc trò chuyện cô đã biết được mục đích lần này vương hiền gọi đường tuấn tới chỉ cần có thể được chọn lựa vậy giá trị con người của đường tuấn sẽ tăng vọt trong nháy mắt cũng càng có sức mạnh đối mặt với sự áp chế của đường quang hòa vì thế mà cô mới có thể cố ý đứng ra dùng danh nghĩa cô chủ của nhà mộ dung để bảo đảm người phát minh ra hai loại thuốc đó là ông nội tôi, chứ không phải tôi. Đường Tuấn giải thích, nhưng tôi có quyền sở hữu đối với hai loại thuốc mới này. Đám người Joseph thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói cậu đường thật là thích đùa, chắc hẳn vừa rồi Tổng Giám Đốc Phương đã nói qua với cậu về mục đích lần này chúng tôi đến đây. Đối với hai loại thuốc mới là thuốc thông thần cùng bột tuyết cơ, chúng tôi đã thử qua, hiệu quả vô cùng tốt, có không gian phát triển rất lớn. Chúng tôi cũng dự định đầu tư, chẳng qua là chúng tôi có vài điều kiện nhỏ, chỉ cần cậu đường đáp ứng được những điều kiện này, vậy chúng ta sẽ lập tức ký kết hợp đồng. Điều kiện gì? Đường Tuấn hỏi. Chúng tôi muốn 40% quyền sở hữu của thuốc thông thần và 40% quyền sở hữu của bột tuyết cơ. Joseph nói. Vương Hiền cũng thở phào nhẹ nhóm, số lượng này vẫn nằm trong dự liệu của ông ta. Nhưng mà Joseph dừng lại trong chốc lát rồi nói tiếp, còn nữa, chúng tôi muốn cậu đổi thuốc thông thần cùng bột tuyết cơ thành thuốc Tây, hơn nữa phải mở buổi họp báo, nói là được sản xuất dựa trên công thức và kỹ thuật của y học hiện đại. Nghe đến chỗ này, nét mặt Vương Hiền chợt biến sắc, ông ta vội nói với Joseph, Joseph, thỏa thuận lúc trước của chúng ta không có điều kiện này. Điều kiện này tương đương với thay đổi thuốc thông thần cùng bột tuyết cơ thành thuốc tây, mà không còn là thuốc cổ truyền nữa. Nếu là người khác, có lẽ sẽ cảm thấy không có gì, nhưng vừa rồi Đường Tuấn mới nói qua thuốc là do ông nội anh phát minh ra đây chẳng phải là gián tiếp vũ nhục ông cụ sao. Joseph lắc lắc đầu, nói, đúng là không có, là tôi và Mark tức thời thêm vào đấy. Ông ta nhìn chằm chằm vào đường Tuấn, điều kiện này không ảnh hưởng gì đến lợi ích của cậu đường, người Việt Nam các cậu không phải thích nhất là đồ nước ngoài sản xuất sao. Đổi một cái tên nói không chừng còn có thể tăng lượng tiêu thụ, tôi thấy cậu đường chắc hẳn là có thể đáp ứng nhỉ. Tất cả người Việt Nam ở đây nghe thấy thế, trong lòng không kiềm được mà cảm thấy buồn giàu. Đây chính là hiện trạng lúc này của Việt Nam, ai ai cũng xính ngoại, không chỉ trong lĩnh vực y học cổ truyền, mà còn thể hiện ở các ngành nghề khác nữa. chương 457 thật ngại quá, tôi từ chối. Nụ cười trên mặt đường Tuấn biến mất, anh nói, ha ha. Thật ngại quá, tôi từ chối. Ánh mắt sắc bén của anh nhìn chầm chầm vào Joseph và Mark, nói thuốc thuốc thông thần và bột tuyết cơ là thuốc đông y, không phải thuốc Tây. Đây là sự thật, các người không thể thay đổi được, vĩnh viễn cũng không thay đổi được. Đường Tuấn đưa ra hai phương thuốc này là bởi, thứ nhất là để phát triển thế lực của mình, chống lại đường quang hòa, thứ hai chính là mượn cơ hội này có thể phát triển y học cổ truyền, hồi sinh nền y học cổ truyền. Nếu như đổi thuốc thông thần và bột tuyết cơ thành thuốc Tây, nhập khẩu thuốc sẽ hoàn toàn đi ngược lại dự tính ban đầu của anh. Cả cuộc đời ông nội anh vất vả vì sự nghiệp chấn hưng nền y học cổ truyền, thuốc thông thần và bột tuyết cơ cũng là tâm huyết cả đời của đường hạo nếu anh vì chút lợi ích đó mà để công sức cả đời của ông nội đổ sông đổ biển cho dù anh có lật đốt được đường quang hòa thì sẽ thế nào sau khi chết đi anh còn có mặt mũi nào đi gặp đường hạo joseph và mark nhìn nhau ánh mắt hai người đều hiện rõ sự ngạc nhiên và hốt hoảng khi mọi việc vượt ra khỏi tầm kiểm soát của họ thật ra bọn họ thèm muốn công thức của thuốc thông thần và bột viết cơ từ lâu thậm chí bọn họ còn có niềm tin rằng chỉ xử lý đúng cách thì trong thời gian ngắn Thuốc Thông Thần và bột Tuyết Cơ nhất định có thể phá vỡ sự bế tắc của thị trường, chiếm vị trí số 1. Trước đó, những lời chế nhạo và khinh thường của họ dành cho hai loại thuốc mới của Đường Tuấn chỉ là để giảm bớt sự tự tin của Đường Tuấn, để họ có thể thuận lợi ra điều kiện với anh. Theo kịch bản của bọn họ, sau khi bọn họ nói ra điều kiện, Đường Tuấn nhất định sẽ đồng ý không chút do so dự, đồng thời phải cảm ơn bọn họ vì đã hợp tác và đầu tư. Còn bọn họ thì sẽ nhận được một số tiền hoa hồng lớn thậm chí còn có thể tăng thêm cấp bậc ở công ty. Nhưng bây giờ, Đường Tuấn lại có biểu hiện không giống lẽ thường, chuyện này khiến bọn họ có chút bất an trong lòng. Joseph che giấu cảm xúc kỳ quái này rất tốt, khuôn mặt âm trầm, hạ giọng nói, anh Đường, anh phải suy nghĩ kỹ càng. Lần này chúng tôi hoàn toàn là nể mặt Tổng Giám Đốc Phương và cô Mộ Dung mới cho anh cơ hội. Không đồng ý hợp tác với chúng tôi chính là quyết định ngu xuẩn nhất trong cuộc đời này của anh. Mark nói chêm vào, không sai, y học cổ truyền đã xuống dốc rồi, sớm muộn gì thuốc Tây chúng tôi cũng sẽ thống trị thị trường y dược tại Việt Nam, thậm chí là thị trường y dược của cả thế giới. Hiện giờ, anh không đồng ý hợp tác với chúng tôi, đợi mấy hôm nữa, anh có muốn cầu xin chúng tôi cũng thì vô dụng. Anh Đường, nếu như anh cảm thấy 40% cổ phần quá nhiều, chúng ta có thể thương lượng lại, giảm xuống một cách hợp lý. Joseph nói, hai người này, một người tung một người hứng, cho người ta thấy thủ đoạn cao siêu của người làm ăn nhưng quyết tâm của đường tuấn càng kiên định hơn anh lắc đầu nói tôi không đồng ý thuốc thông thần và bột tuyết cơ không cần các người công nhận y học cổ truyền càng không thể thụt lùi đột nhiên ánh mắt anh lóe sáng nói y học hiện đại và thuốc tây sẽ không thể chiếm lĩnh được thị trường y dược ở việt nam rồi sẽ có một ngày y học cổ truyền cùng thuốc nam sẽ có được sự công nhận của tất cả mọi người giọng nói của anh dường như chứa đựng một loại ma lực khiến cho người ta khiếp sợ, cả Joseph và Mark đều âm thầm giật mình. Lúc này, bọn họ mới phát hiện có vẻ như họ đã đánh giá thấp người thanh niên đang đứng trước mắt. Hừ, ấu trĩ. Joseph nghiến răng nói, cậu đi xem những cửa hàng thuốc và bệnh viện ngoài kia đi, thuốc nam và thuốc tây, loại thuốc nào càng được ưa chuộng hơn. Người bệnh càng thích thuốc nam hay tây hơn, y học cổ truyền xuống dốc đã là sự thật, cậu không thể nào thay đổi được. Đường Tuấn vẫn không hề dao động, vậy các ông cứ chờ xem đi. chương 458, khí phách, đại nghĩa là cái gì? Hừ, Joseph thấy đường Tuấn không có ý muốn nhượng bộ, không khỏi giận dữ, nói với Vương Hiền, xem ra, đành phải bỏ phí tấm lòng của Tổng Giám Đốc Vương và cô Mộ Dung rồi, một số người không biết thức thời. Nếu đã như vậy, chúng tôi tiếp tục ở đây cũng không có ý nghĩa gì nữa. Mark, chúng ta đi thôi. Mark nói với Mộ Dung Lan, cô Mộ Dung, người bạn này của cô thật ấu trí tê đấy. Cô hãy khuyên bảo cậu ta một chút, không phải công ty đa quốc gia nào cũng dễ nói chuyện như chúng tôi đâu. Nếu có cơ hội, tôi mong được làm bạn với cô Mộ Dung đây. Nói xong, Mark liếc nhìn đường Tuấn một cái, sau đó, cùng Joseph đi ra khỏi phòng. Đám trợ lý kia cũng đã ra ngoài gần hết rồi. Sau khi ra khỏi phòng bao, ra khỏi khách sạn Hoa Vinh, Joseph và Mark ngồi vào trong một chiếc xe. Bộp. Joseph đấm mạnh một cái vào chiếc ghế sofa bằng da thật, người lái xe cũng bị dọa, dùng mình một cái. Khốn nạn, làm sao cậu ta dám từ chối? Joseph nổi giận đùng đùng nói. Thuốc thông thần và bột tuyết cơ là một trong số những loại thuốc y học cổ truyền quan trọng nhất trong chuyến đi Việt Nam lần này của bọn họ, không ngờ rằng vừa xuất chiêu đã thất bại. Lần này, họ tới đây là có nhiệm vụ, nếu không đạt được mục đích, khi trở về, sẽ không có cách nào ăn nói với tổng công ty. Mark không vui nói cái thằng đường Tuấn kia thật quá không biết điều. Chúng ta đã đồng ý giảm điều kiện xuống, cậu ta vậy mà vẫn không đồng ý. Tâm trạng Joseph đã bình tĩnh hơn một chút, nói, hừ. Cậu ta không đồng ý thì thôi, một thời gian nữa sẽ có đại hội y học cổ truyền ở tỉnh Khánh Hòa, đến lúc đó chúng ta còn sợ không tìm được đối tác hay sao. Tôi không tin tất cả mọi người đều ngu ngốc như vậy, có tiền mà không chịu kiếm. Chẳng qua, chúng ta chỉ muốn bọn họ đổi mỗi cái tên, thuốc nam thành thuốc tây tôi mà. Tôi thực sự không hiểu nổi, việc này thì có gì khó đâu. Mark nói, ông Joseph, vậy là ông không hiểu rồi. Theo tôi được biết, người Việt họ luôn vô cùng cứng nhắc, mồm lúc nào cũng nói khí phách và đạo nghĩa. Còn nói cái gì mà thịt nát xương tan cũng không sợ, nhất định phải để lại thanh danh cho đời. Joseph cười lạnh, mặt đầy khinh thường, nói, khí phách, đại nghĩa là cái gì? Không thể mài ra ăn được, lại cũng không thể giúp bọn họ kiếm tiền kiên trì với những thứ vô dụng này làm gì hư tôi ngược lại muốn xem xem có phải tất cả người việt đều có khí tiết y học cổ truyền cần phải rút khỏi cuộc chơi rồi nói xong joseph liền dựa vào ghế khép mắt lại mark ngồi bên cạnh lộ vẻ trầm tư trong lòng cậu ta cũng có chút nghi hoặc lần này tới đây khảo sát lãnh đạo cấp cao của tổng công ty đã đặc biệt dặn dò nhất định phải thay đổi diện mạo mới cho một số loại thuốc nam dù tiền kiếm được ít hơn một chút cũng phải đạt được mục đích này. Tuy nhiên, cậu ta hiểu rõ, tổng công ty làm vậy là có mục đích gì. Đả kích nền y học cổ truyền ư? Bây giờ y học cổ truyền đã suy tàn thành như vậy, còn cần đả kích sao? Cậu ta nhìn Joseph ở bên cạnh, cấp bậc của tên này ở công ty cao hơn cậu ta, chắc hẳn sẽ biết một chút. Có điều, cậu ta cũng không có ý định hỏi thăm, dù sao y học cổ truyền sống hay chết cũng không liên quan gì đến cậu ta. Chuyện mà đến chính người Việt còn không quan tâm một người nước ngoài như cậu ta quan tâm thì có tác dụng gì? So với việc quan tâm những thứ này, còn không bằng đặt tinh lực lên việc làm thế nào để giữ gìn mối quan hệ với Mộ Dung Lan. Chương 459, có điều kiện gì không? Ông ấy biết Đường Tuấn là thầy thuốc y học cổ truyền, hơn nữa y đức còn không tồi, nếu không ảnh đã không ra tay cứu con gái ông trên máy bay. Sau khi biết thân phận của ông ấy thì lại càng không đòi hỏi bất kỳ báo đáp gì. Đường Tuấn lắc đầu, cũng không có ý muốn trách Vương Hiền, huống hồ anh biết Vương Hiền thật sự là bị giấu giếm. "Lão Vương, tôi đã nói hai người nước ngoài kia nhất định không có ý đồ tốt rồi." Cao Hồng có chút trách móc. Cao Hồng nói với Đường Tuấn, "Đợt này, trên tổng công ty cũng đang tiến hành điều tra để thăng chức cho lão Vương, cho nên ông ấy mới định giúp thằng cha Joseph kia hợp tác với cậu, để tên kia về tổng công ty nói giúp mấy câu, không ngờ chuyện lại thành thế này." Vương Hiền ngượng ngùng cười một tiếng. Lúc này Cao Hồng nói tiếp, "Anh Đường, lần trước cậu cứu Hân Hân, tôi và lão Vương đều rất biết ơn. Vừa hay, tôi có mở một công ty thẩm mỹ, nếu như có thể, chúng ta có thể hợp tác lâu dài." "Cậu Đường, tôi đã nhìn thấy thấy hiệu quả bột tuyết cơ của cậu, có hiệu quả trị liệu rõ rệt đối với chữa sẹo và làm trắng da. Có thể nói là tốt hơn rất nhiều sản phẩm cùng loại trên thị trường hiện nay." Cao Hồng chậm rãi nói, "Có thể còn nhiều sản phẩm còn tốt hơn bột tuyết cơ." Nhưng giá cả của những sản phẩm đó lại cao hơn gấp mấy chục, mấy trăm lần, chỉ thích hợp với những người trong giới thượng lưu. Ánh mắt của Cao Hồng lóe sáng, giống như đang ấp ủ một cái kế hoạch buôn bán vĩ đại nào đó. Bà ấy cũng là một người phụ nữ rất có tham vọng trong sự nghiệp, nếu không bà ấy cũng không tự mình mở một công ty làm về thẩm mỹ và trang điểm. Bà ấy sửa lại câu từ trong lòng một lúc, rồi nói tiếp, phái nữ là nhóm tiêu dùng khổng lồ nhất, nếu như có thể quảng cáo về bọt viết cơ thì trong một khoảng thời gian ngắn, có thể mang lại một số lượng người lớn tiêu dùng là phụ nữ. Đến lúc đó anh muốn mở rộng y học cổ truyền cũng sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Cô đã nảy ra suy nghĩ này khi biết Đường Tuấn là người nắm giữ bột tuyết cơ, chỉ là sau đó Vương Hiền muốn tìm Đường Tuấn hợp tác, cô cũng không tiện nhắc lại. Bây giờ chuyện hợp tác giữa Đường Tuấn và Vương Hiền là chuyện không thể nào nữa rồi, lúc này cô đưa ra ý kiến này đúng là không thể tốt hơn. Đường Tuấn không thể không thán phục tầm nhìn kinh doanh lâu dài của Cao Hồng. Phần lớn mọi người chỉ thấy được bột tuyết cơ có thể chữa trị vết sẹo nhanh chóng, lại không để ý đến hiệu quả làm trắng mạnh mẽ của bột tuyết cơ. Hơn nữa, so với hầu hết các sản phẩm làm trắng khác hiệu quả của nó vô cùng rõ rệt. Có điều kiện gì không? Đường Tuấn sờ cầm hỏi. Cao Hồng thấy có hy vọng, ánh mắt bèn sáng rực lên, nói tôi chỉ có một điều kiện. Sau này, khi bột tuyết cơ mở rộng ra ngoài thị trường, tôi muốn tiện thể quảng bá cho công ty thẩm mỹ của tôi. Ngoài ra, các điều khoản hợp tác giữa chúng ta từ đầu đến cuối không thay đổi. Đường Tuấn chỉ trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu đồng ý. Điều kiện này cũng không có gì quá đáng cả. Ha ha, như vậy cũng tốt, nhưng dù sao, công y của Cao Hồng cũng có quy mô không quá lớn, tốt nhất vẫn là tìm đối tượng hợp tác. Vương Hiền nói, tôi có thể đại diện nhà mộ dung hợp tác với bà Cao đây. Đúng lúc này, Mộ Dung Lan chen vào nói: "Hả?" Lông mày của Vương Hiền nhíu lại, anh nói: "Cô Mộ Dung, nhà Mộ Dung quả thực là một công ty lớn. Tuy nhiên, theo tôi nhớ thì hình như cô đây cũng không đảm nhiệm bất kỳ chức vị quan trọng nào ở trong tập đoàn. Nếu như những lời này do bố của cô là Mộ Dung Khánh nói, có lẽ là sẽ ổn hơn." Ông ấy cũng không nói thẳng ra, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, Mộ Dung Lan không thể nào đại diện cho nhà Mộ Dung được. Chương 460 vậy tôi xin được chúc mừng cô mộ dung trước biểu cảm trên khuôn mặt của mộ dung lan trở nên nghiêm túc chân thành nói bố tôi và anh trai tôi đều phạm lỗi nên đều bị ông của tôi sa thải rồi mấy hôm nữa tôi sẽ chính thức vào đến tập đoàn để học tập do chuyện này xảy ra quá đột ngột nên vẫn chưa công bố ra ngoài nếu anh không tin có thể chờ thêm hai ngày nữa xem tin tức liền biết vương hiền nghe vậy trong lòng hơi dao động không khỏi nhìn kỹ lại mộ dung lan một lần nữa với thân phận của mộ dung lan, vốn là không cần thiết đùa giỡn như vậy. Nhưng nếu như đúng thật như lời của mộ dung lan, chẳng phải chuyện này có nghĩa là trong tương lai không bao lâu nữa mộ dung lan sẽ tiếp quản tập đoàn nhà mộ dung sao. Vương Hiền ở trong ngành kinh doanh này lăn lộn nhiều năm, chỉ dựa vào răm ba câu liền đoán được dự định của nhà mộ dung. Vậy tôi xin được chúc mừng cô mộ dung trước. Vương Hiền để lộ vẻ mặt trịnh trọng, lúc này anh cũng đã biết được vị trí của mộ dung lan. Lúc đầu, ông ấy chỉ coi mộ dung lan là cô chủ của một dòng họ lớn nên không để ý. Nhưng bây giờ, hai người đã là đối tác làm ăn cùng cấp, thậm chí cô ấy còn ở cấp cao hơn ông. Cao Hồng, có câu nói này của cô mộ dung là đủ rồi. Vương Hiền nói với Cao Hồng. Đồng thời, ông ấy lặng lẽ nhìn đường Tuấn, thầm nói ở trong lòng, người này rốt cuộc là ai vậy? Mới tới đây không đến hai ngày đã khiến nhà mộ dung long trời lở đất, ngay cả hiệu trưởng cũng bị đổi với mắt nhìn và cái đầu lão luyện của mình tất nhiên ông ấy có thể nhận ra vai trò quyết định của đường tuấn trong lần thay người này này của nhà mộ dung xem ra mình phải chú trọng đến đường tuấn hơn nữa mới được vương hiền âm thầm suy nghĩ ở trong lòng đường tuấn có trong tay hai loại thuốc mới đầy hứa hẹn công thêm một cô bạn gái sắp trở thành người cầm trịch trong nhà là mộ dung lan trong tương lai cậu ta nhất định bay lên cành cao loại người như vậy tất nhiên là phải tạo quan hệ rồi sau khi ăn cơm với vợ chồng Vương Hiền, đồng thời, bàn bạc một số công việc liên quan đến chuyện hợp tác, Đường Tuấn và Mộ Dung Lan bèn lập tức rời khỏi khách sạn Vinh Quang. Như vậy có tạo thành áp lực gì cho việc tiếp quản nhà Mộ Dung của em hay không? Trong xe, Đường Tuấn hỏi. Cho dù Mộ Dung Lan tiếp quản nhà Mộ Dung, nhưng cô ấy cũng không phải là người toàn quyền quyết định, hơn nữa sản nghiệp trọng điểm của nhà Mộ Dung cũng không phải là khối sản nghiệp mỹ phẩm này. Điểm này đối với người bên ngoài nhìn vào sẽ bị nghi ngờ là dùng quyền chuộc lợi riêng. Mộ Dung Lan trợn mắt nhìn đường Tuấn một cái, nhăn chiếc mũi rất cao lại, nói, hừ. Bọn họ thích nói gì thì cứ để bọn họ nói đi. Độ nhiên, cô ấy nghiêng đầu qua nói nhỏ vào trong tai đường Tuấn, nếu như ngay cả người mình yêu cũng không giúp được, vậy em tiếp quản cái nhà mộ Dung này còn có ý nghĩa gì nữa? Người thơm như hoa lan, một mùi hương thêm nhẹ nhẹ bay vào mũi của đường Tuấn. Khi mộ Dung Lan nói chuyện, Hơi thở ấm áp phả vào mặt anh, khiến trái tim của anh ngứa ngáy. Đang muốn làm chút chuyện gì đó thì Mộ Dung Lan lại hé miệng cười khẽ rụt đầu trở về, ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ giống như một nữ Bồ Tát uy nghiêm không được xâm phạm. Đường Tuấn cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng lúc này anh cũng không dám làm ra chuyện gì. Bởi vì anh đang lái xe. Khi hai người trở lại nhà Mộ Dung đã hơn 8 giờ tối. Trong phòng khách lớn nhà Mộ Dung truyền ra tiếng nói chuyện. Huyền Audio điện tử võ tấn bền chương 461 y học cổ truyền chính là hy vọng Ông cụ mộ dung nhìn thấy hai người đường tuấn lập tức vẫy bọn họ đi qua Chắc cậu đây chính là đường tuấn, người đã chữa bệnh cho ông mộ dung rồi Ông cụ mặc áo nhà đường đứng dậy, chủ động giới thiệu với đường tuấn Tôi là viện trưởng viện điều dưỡng thành công tên là Diệp Quang Đường tuấn bắt tay Diệp Quang Không biết viện trưởng Diệp tìm tôi có chuyện gì không? Đường Tuấn hỏi, diệp quang không trực tiếp trả lời mắt liếc nhìn tiết thành dân tiết thành dân lập tức đứng lên xoay người nói với đường tuấn thật sự rất xin lỗi anh đường lần trước đã mạo phạm anh mong anh thứ lỗi đường tuấn phẩy phẩy tay nói y thuật của bác sĩ tiết tất nhiên là rất giỏi nhưng người làm nghề y nhất định không thể xem nhẹ y đức của chính mình được đường tuấn nói chuyện kiểu lên mặt dạy đời thế này nếu như là lúc trước tiết thành dân đương nhiên sẽ mỉa mai rẻ biểu nhưng bây giờ thì lại khiêm tốn gật đầu nói phải y thuật của đường tuấn cao hơn anh ta người nào giỏi hơn thì làm thầy tất nhiên có tư cách dạy bảo anh ta mấy người lại cùng nhau ngồi xuống đường tuấn lần này tôi đặc biệt đến đây vì cậu diệp quang nói thẳng vào vấn đề chính tôi nghe bác sĩ tiết nói cậu dùng y học cổ truyền chữa khỏi bệnh cho ông mộ dung đây không biết chuyện này có phải là thật hay không ông ta gọi ông cụ mộ dung là ông mộ dung Chứng tỏ quan hệ của hai người không hề bình thường. Đường Tuấn gật đầu, nói, không sai, quả thật là là tôi đã dùng y học cổ truyền. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Diệp Quang lộ ra vẻ kích động hiếm có, nói y học cổ truyền thật sự có thể chữa khỏi ung thư sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày, nói, đúng là có thể. Nhưng rất khó. Nếu không phải lúc Đường Tuấn chữa bệnh cho ông cụ Mộ Dung, ngẫu nhiên tiến vào bên trong trạng thái nhập thần, chỉ sợ là bệnh ung thư của ông cụ mộ dung sẽ rất khó chữa khỏi. Vốn dĩ cao thủ khí cảnh y đạo đã không có nhiều, hơn nữa tiến vào cảnh nhập thần cũng là cơ duyên trùng hợp, nhiều loại nhân tố kết hợp lại mới chữa khỏi bệnh ung thư. Nếu như bảo anh chữa lại một lần nữa, Đường Tuấn cũng không biết mình nắm chắc được bao nhiêu. Vẻ kích động trên khuôn mặt của Diệp Quang càng sâu, bờ môi run rẩy, nói, y học cổ truyền là hy vọng. Y học cổ truyền chính là hy vọng. Đường Tuấn, lần này tôi đến đây Mục đích đầu tiên là muốn mời cậu gia nhập viện điều dưỡng thành công của tôi, mời cậu làm bác sĩ đặc biệt. Diệp Quang hơi đỏ mặt, nói tiếp, tôi biết cậu có một chút hiểu lầm với viện điều dưỡng thành công, nhưng mong cậu không vội vàng từ chối. Mục đích thứ hai, tôi muốn cậu thay mặt viện điều dưỡng thành công tham gia đại hội y học cổ truyền sắp tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa thời gian tới. Diệp Quang chậm rãi nói. Chương 462 hoàn toàn chính xác. Ừm, Diệp Quang gật đầu giải thích nói, lần này, đại hội y học cổ truyền này có quy mô rất lớn, nghe nói ngay cả hai gia tộc có tiếng trong giới y học cổ truyền lớn chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người bao giờ là Dược Vương Cốc và phái Thần Châm cũng tham gia. Có đến 7, 80% bác sĩ trong giới y học cổ truyền đều nhận được lời mời. Có lẽ, đây sẽ là đại hội y học cổ truyền lớn nhất trong mấy năm gần đây. Ngay cả phái Thần Châm cũng sẽ tham gia. Đường Tuấn hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc. Chỉ là một đại hội y học cổ truyền không nghĩ tới hai dòng họ nổi được truyền thừa mấy nghìn năm trong giới y học cổ truyền của nước Việt Nam cũng sẽ tham gia. Xem ra, lần đại hội y học cổ truyền này đã định sẵn là không tầm thường. Đường Tuấn nói, "Thế nhưng, theo tôi được biết thì Viện Điều dưỡng Thành công hình như là bệnh viện kiểu y học hiện đại chứ không phải là y học cổ truyền." Diệp Quang cười, nói, "Hoàn toàn chính xác, đúng là Viện Điều dưỡng Thành công là bệnh viện thuộc kiểu y học hiện đại, nhưng tôi xuất thân là bác sĩ y học cổ truyền." Ông ta liếc nhìn mộ dung lan một cái rồi, nói, mấy năm trước, tôi còn từng trao đổi y thuật với ông Hoa, chỉ tiếc sau này do gia đình xảy ra biến cố, rất thiếu tiền, tôi không thể không từ bỏ y học cổ truyền. Về sau, tôi mới mở cái viện điều dưỡng thành công này. Trong lúc nói chuyện, ông ta lấy ra một cây ngân châm, vân vê trong tay rồi châm vào tay mình một cách chính xác. Thủ pháp dùng ngân châm châm cứu này vừa nhanh vừa chuẩn, chứng tỏ Diệp Quang thực sự xuất thân từ y học cổ truyền. Tuy nhiên, Đường Tuấn lại cảm thấy trong lòng trào dâng một nỗi buồn vô hạn, ngay cả loại người có trình độ y học cổ truyền không tệ như Diệp Quang cũng gặp phải vấn đề thiếu tiền phải lựa chọn đổi nghề. Vậy những bác sĩ y học cổ truyền khác thì sao? Diệp Quang có mối quan hệ ngầm, còn có thể mở viện điều dưỡng. Tuy nhiên, phần lớn các bác sĩ y học cổ truyền khác đều không được như Diệp Quang, ngoại trừ kiến thức về trong y học cổ truyền ra thì không còn cái kỹ năng khác để dựa vào sinh tồn nữa. Dưới tình huống sinh hoạt gấp gáp, chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Cuối cùng trở thành thầy thuốc bầy quầy bán hàng đầu đường cuối ngõ, trở thành giang hồ lừa đảo trong mắt mọi người, thậm chí chỉ có thể hoàn toàn từ bỏ y học cổ truyền, đi bán rẻ sức lao động, làm nghề nghiệp chẳng có chút quan hệ với y học cổ truyền cả. Trước đó, bản thân tôi cũng hoài nghi y học cổ truyền còn cần thiết phải tiếp tục tồn tại hay không. Nhưng khi đột nhiên biết được có người dùng y học cổ truyền chữa khỏi bệnh cho ông Mộ Dung, tôi đã biết y học cổ truyền còn có hy vọng, thứ mà tổ tiên truyền lại mấy ngàn năm cho chúng ta vẫn hữu dụng. Diệp Quang càng nói càng kích động, vốn dĩ tôi không định tham gia lần đại hội y học cổ truyền này đâu, bởi vì tôi cảm thấy ngồi ở bên trong đó mở hội đều là những thằng ngồi không ăn bám chỉ vì lợi ích của bản thân, đối y học cổ truyền căn bản là không có bất kỳ trợ giúp nào. Thẳng đến khi cậu xuất hiện, ông cảm thấy tôi có thể thay đổi tình trạng hiện tại của ngành y học cổ truyền. Chuyện mà ngay cả đám người đường hạo, Hoa Đình Phong, Vương Trọng Khang cũng không làm được, Ông cảm thấy tôi có thể làm được sao? Đường Tuấn hỏi ngược lại. Ánh mắt của Diệp Quang đột nhiên trở nên kiên định trước nay chưa từng có, ông nói, không phải có thể mà là nhất định có thể. Cho nên, đêm nay tôi mới cố ý chạy tới đây. Ông ta xoay người định quỳ xuống, nếu như cậu cảm thấy thành ý của ông già tôi đây không đủ, vậy tôi chỉ có thể quỳ xuống cầu xin cậu. Diệp Quang còn chưa kịp quỳ xuống, Đường Tuấn đã kịp thời đỡ ông ta, "Ông Diệp, không được." tôi đồng ý với ông là được rồi. Những lời nói của Diệp Quang khiến anh cảm động, Đường Tuấn thấy được bóng dáng ông nội đường hạo của mình ở trên người của ông ta. chương 463 thật là cảm động. Cảm ơn, nước mắt của Diệp Quang trào ra. Tiết Thành Dân ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh này thì thấy đầy nhiệt huyết và sùng bái, Diệp Quang có ơn chi ngộ đối với anh giống như là ân sư vậy. Anh ta chưa từng nghĩ rằng trong lòng thầy giáo của mình lại cất giấu cả một bầu nhiệt huyết như thế. Trước đó, diệp quang bảo anh tới xin lỗi đường tuấn trong lòng anh còn có chút không phục nhưng bây giờ những cái không phục kia đều đã biến mất không thấy gì nữa thật là cảm động cho dù người nào nghe được nhìn thấy hành động lần này của diệp quang đều sẽ rung động sau đó diệp quang bèn kéo đường tuấn đi nghiên cứu thảo luận kỹ thuật thanh nang ông ta giống như một đứa bé rất ham học hỏi không ngừng đặt câu hỏi lúc đường tuấn trả lời từng vấn đề của ông ánh sáng trong mắt của ông sáng rực lên các nếp nhăn trên mặt giường như cũng phát sáng lấp lánh, giống như trong cơ thể của ông vừa được rót vào một luồng sức sống mới, khiến cho ông trẻ ra mấy chục tuổi. Trong lòng càng thêm khẳng định chuyến này mình đến đây là đúng. Tới tận đêm khuya cuộc đối thoại này mới kết thúc, trước khi Diệp Quang đi ông ta nói với Đường Tuấn rằng ông ta đã phong tỏa tin tức Đường Tuấn có thể chữa được ung thư rồi, chuyện này sẽ không được truyền ra ngoài. Nếu không, không biết sẽ có bao nhiêu người tìm tới cửa. Nhìn xe Diệp Quang rời đi, Đường Tuấn đứng ở cửa ra vào lúc lâu, chỉ cảm thấy gánh nặng trên vai càng trở nên nặng nề hơn. Trong thời đại phát triển, đương nhiên sẽ có một số sự vật không phù hợp tiêu chuẩn thời đại bị đào thải, nhưng y học cổ truyền lại không phải. Ngày hôm sau, Đường Tuấn dậy sớm theo như thường lệ, Mộ Dung Lan và anh đã hẹn nhau đi thăm mộ Hoa Đình Phong. Mộ của Hoa Đình Phong ở trên một ngọn núi vùng ngoại ô, ông cụ không lựa chọn thổ táng, mà là dùng hình thức hỏa táng. Địa hình của núi trước chiếu sau dựa vào là cái nơi phong thủy. Hôm nay cũng không phải là thời gian tảo mộ tế lễ người thân, cho nên người ở trên đường cũng không nhiều. Xe hai người để ở chân núi, dọc theo trên đường núi lên núi. Cả đời Hoa Đình Phong làm nghề y cứu người vô số, lúc chết đi lại rất bình thường, chỉ sợ bây giờ đã không còn ai nhớ tới ông nữa. Đi hơn nửa tiếng đồng hồ, Đường Tuấn và Mộ Dung Lan đã có thể trông thấy một khu nghĩa trang công cộng ở trên đỉnh núi. Chỉ là lúc này ở trong nghĩa trang công cộng vẫn có bảy tám người đang tế lễ. Mộ Dung Lan nhìn về nơi mà đám người kia đang đứng, vẻ mặt thay đổi, vội vàng chạy tới. Chỉ là Mộ Dung Lan còn chưa kịp tới gần, hai người mặc áo vest màu đen, khuôn mặt lạnh băng đưa tay ngăn Mộ Dung Lan lại. Hai người này đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói, dừng lại. Hai người đàn ông vạm vỡ, lời nói dường như không mang theo bất cứ cảm tình cảm xúc gì, lập tức khiến Mộ Dung Lan giật nảy mình, bước chân lảo đảo, ngã về phía sau. May thay lúc này đường Tuấn kịp thời chạy tới, bắt lấy eo của mộ dung lan, mới khiến cô không bị té ngã. Trên mặt đường Tuấn lộ ra vẻ cảnh giác, nhìn chằm chằm hai người đàn ông kia. Hai người đàn ông này lại là cao thủ có nội công, hơn nữa cảnh giới cũng không phải là thấp, nội công ít nhất cũng đạt mức trung cấp. chương 464, ô, oh, là con cháu của cố nhân. Người đứng cuối cùng là một người đàn ông chắc là bảo vệ của ông già bên cạnh, khuôn mặt của người đàn ông kia thô kệch, bả vai cực rộng, bàn tay thô to, khí tức trên thân thâm trầm, cảm giác vô cùng nguy hiểm tỏa ra từ trên người anh ta. Người đàn ông trung niên này chính là một cao thủ chân khí cảnh giới tông sư. Người đàn ông trung niên cũng nhìn ra tu vi của đường Tuấn, ông ta khẽ nhích đến người bên cạnh, khí thế ẩn sâu trong cơ thể không rõ ràng, giống như một con mãnh thú đang ngủ gật, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu tàn sát. Các người là ai? Đường Tuấn nhìn thấy nơi mấy người kia đang đứng chính là lang mộ Hoa Đình Phong, trong lòng có chút cảnh giác, anh hỏi. Dưới bia mộ của Hoa Đình Phong còn đặt một bó hoa, xem ra mấy người này đến đây là để cúng bái Hoa Đình Phong. Câu này phải là chúng tôi hỏi cậu mới đúng, không thấy là chúng tôi đến nơi này trước sao? Lúc này, một cô gái trẻ lông mày dựng đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Tâm trạng của cô ta vốn đang rất khó chịu, cả buổi sáng bị ông nội kéo đến cúng bái cho một ông lão mà cô ta hoàn toàn không quen biết, nơi quái quỷ này u ám đến mức khiến cho cô ta không muốn ở lại thêm chút nào. Đúng lúc hai người đường tuấn đụng phải hỏng súng, lúc cô ta nói chuyện hiển nhiên không có chút lễ độ. Nhìn cách cô ta ăn mặc, không phải giàu có thì cũng con nhà quyền thế khí chất trời sinh trên người cho người ta một cảm giác xa cách, hiển nhiên là đã được hun đúc từ nhỏ, vừa nhìn là biết cô ta là đại tiểu thư xuất thân từ danh môn vọng tộc. Trong giọng nói yêu kiều còn mang theo chút giọng điệu ra lệch, vô cùng khí thế. Có lẽ, những người bình thường đều sẽ bị thu hút bởi giọng nói của cô ta em gái không được vô lễ người đàn ông bên cạnh cô gái giữ lấy cô ta nhẹ giọng nói với hai người đường tuần hai vị ông nội của tôi đang cúng bái cố nhân lẽ nào hai người cũng đến để cúng bái ông hoa ông ấy là ông ngoại của tôi mộ dung lan không nhịn được lên tiếng nam thanh niên nhíu mày có chút không tin hôm nay bọn họ đến cúng bái hoa đình phong mà lúc này lại xuất hiện một con cháu của hoa đình phong chuyện này có phần quá trùng hợp rồi đấy lẽ nào tin tức đã bị lộ ra ngoài có người muốn mượn chuyện này để mắc nối với nhà bọn họ trong mấy người có mặt ở đây có đôi vợ chồng trung niên cũng có suy nghĩ giống với nam thanh niên kia nhà bọn họ là hào môn thế gia chân chính bọn họ cũng có thể được xếp vào những thế gia hàng đầu của Việt Nam tất nhiên cũng sẽ làm cho người khác muốn ngấp ngé ô là con cháu của cố nhân mộ Dung Lan nói xong ông lão kia xoay người lại vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn mộ dung lan, hỏi cô thật sự là cháu ngoại của tiên sinh ông Hoa sao? Mộ dung lan gật đầu, lúc này cô ta cũng bình tĩnh lại, biết đám người trước mặt không phải là người bình thường. Ông lão thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, như vậy thì quá tốt rồi. Năm đó tiên sinh ông Hoa cứu tôi một mạng, không ngờ rằng tôi còn có thể gặp được con cháu của ông ấy ở đây. Ông nội, đây cũng chỉ là lời của một mình cô ta, lại không có ai chứng minh nói không chừng là có người muốn mượn chuyện này để mắc nối với nhà chúng ta. Cô gái trẻ lạnh lùng nói, quan sát mộ dung lan bằng ánh mắt cảnh giác. Đúng vậy thưa cha, chuyện này cứ để đấy trước đã, cùng lắm là để lại phương thức liên lạc trước. Đợi con chứng minh được thân phận của cô ta rồi lại nói. Cặp vợ chồng trung niên cũng khuyên nhủ ông lão kia, chương 465, anh nói nhảm cái gì đó. Muốn chết đấy à? Lúc này, ông lão cũng lộ ra vẻ do dự, hai năm nay sức khỏe của ông ta không tốt, mới nhớ đến Hoa Đình Phong, người năm đó đã cứu mình một mạng. Lúc đó, Hoa Đình Phong nói không rõ ràng, ông ta phải hao tổn trăm cây nghìn đắng mới có thể hỏi thăm được tin tức của nhà họ Hoa và Hoa Đình Phong. Đáng tiếc, mấy năm nay nhà họ Hoa gần như bại vì mấy đứa con trai và mấy đứa cháu của Hoa Đình Phong, ông ta đã từng gặp người nhà họ Hoa, bọn họ lại không phải là lương tài, nên ông ta cũng không có ý muốn giúp đỡ. Trong đầu ông ta lóe lên suy nghĩ, nhưng vẫn chưa cho phép ông ta đưa ra quyết định đột nhiên sắc mặt của ông ta thay đổi lộ ra vẻ đau đớn ông ta ôm ngực sắc mặt nhợt nhạt ngã xuống đất may mà vệ sĩ bên cạnh ông ta đã kịp thời đỡ ông ta ông lão co giật nước dãi từ khóe miệng chảy xuống trong miệng phát ra mấy tiếng nói mê cha ông nội anh em trẻ tuổi và cặp vợ chồng trung niên đều vô cùng sợ hãi vây lấy ông lão người đàn ông trung niên vội vàng lấy một hộp thuốc từ trong túi của ông lão lấy ra vài viên rồi cho ông lão uống với nước nhưng tình hình của ông lão không chuyển biến tốt hơn ngược lại còn co giật nghiêm trọng hơn xảy ra chuyện gì vậy sao thuốc lại không có tác dụng người đàn ông trung niên hoảng sợ cha ơi bây giờ không phải là lúc truy cứu mấy chuyện này phải nhanh chóng đưa ông nội đến bệnh viện nam thanh niên bình tĩnh hơn người đàn ông trung niên vội vàng nói đúng đúng Người đàn ông trung niên phản ứng lại, chuẩn bị để mấy người vệ sĩ có ông cụ trên lưng, rồi ông ta lấy điện thoại ra, chuẩn bị cho người liên hệ với bệnh viện và bác sĩ giỏi nhất. Tôi khuyên mấy người đừng làm việc vô ích, lúc này, một giọng nói lãnh đạm vang lên từ phía sau mấy người kia. Cô gái trẻ quay đầu chừng mắt nhìn đường Tuấn, nói anh nói gì cơ. Mấy người khác cũng nhìn chằm chằm đường Tuấn với nét mặt không có thiện trí. Đường Tuấn bình tĩnh nói, đợi các người đưa ông lão này đến bệnh viện, e rằng ông ta đã ngừng thở rồi. Lúc đó cho dù có là bác sĩ và bệnh viện giỏi nhất cũng vô dụng. Anh nói nhảm cái gì đó, muốn chết đấy à, cô gái trẻ không tin. Đường Tuấn nhún vai, nói ông cụ phát bệnh tim đột ngột, nếu như tôi không nhìn lầm, có lẽ đây được tính là bệnh cũ, ít nhất đã có lịch sử bị bệnh 30 năm. Trước đây để thu tâm dưỡng tính, ông ta vẫn luôn dựa vào thuốc để chống đỡ, nên mới không gây ra nguy hiểm quá lớn. Hôm nay tâm trạng quá thất thường, nên không phải dựa vào thuốc là có thể cứu được. Ngoài Mộ Dung Lan, tất cả những người có mặt tại đây đều vô cùng kinh ngạc trước lời nói của Đường Tuấn. Bọn họ không ngờ vài ba câu của Đường Tuấn có thể giải thích rõ bệnh tình của ông lão, thậm chí còn rõ hơn cả người thân như bọn họ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 466, bệnh nhẹ thôi mà. Sốt của cậu là ai? sao có thể biết rõ ràng như vậy? Người đàn ông trung niên dùng đôi mắt hổ nhìn chằm chằm đường Tuấn, trên người ông ta toát ra khí chất của kẻ bề trên khiến cho người ta không thể không nghiêm túc. Ông ta nhỏ hơn ông cụ nhà mộ dung 20 tuổi, nhưng khí thế lại không chút thua kém, rõ ràng là đã ngồi ở địa vị cao từ lâu. Vị cao thủ tông sư đang đỡ ông lão cũng dùng chân khí khóa chặt đường Tuấn, nếu đường Tuấn không đưa ra lời giải thích hợp lý, anh ta chắc chắn sẽ động thủ ngay lập tức. Hiển nhiên, bọn họ đều cho rằng đường tuấn đã cố ý điều tra ông lão và hôm nay anh đến đây có lẽ không có ý tốt ha ha đường tuấn vẫn bình tĩnh nói bệnh của ông lão đã hoàn toàn biểu hiện trên khuôn mặt và trên hơi thở nhìn ra cũng không khó không cần phải đặc biệt đi điều tra nói hưu nói vượn cô gái trẻ khiến mũi coi thường mỉa mai y thuật gì mà có thể lợi hại như vậy còn biểu hiện trên mặt và hơi thở sao anh không nói anh nhìn một cái liền có thể hiểu được bệnh tật của thân thể luôn đi Đường Tuấn lãnh đạm nói, quả thực là có thể. Liếc mắt một cái có thể nhận ra bệnh tình tiềm ẩn, đối với tôi cũng rất đơn giản. Giọng điệu lạnh lùng nhưng lại khá kiêu căng. Bản thân anh là cao thủ y đạo cảnh giới khí công, hơn nữa từng học bí thuật thăm dò, Đường Tuấn quả thực có tư cách nói ra những lời như vậy. Dừng, cô gái trẻ nhìn về phía Đường Tuấn bằng ánh mắt khinh thường, giống như đang nhìn một tên bệnh tâm thần vậy. Ngược lại, vị cao thủ tông sư kia lại khẽ cao mày, trầm giọng nói tôi từng nghe người ta nói các cao thủ y đạo thực sự có tài nghệ cao siêu khó lường lẽ nào người anh em đây cũng là một cao thủ y đạo đường tuấn nhẹ nhàng gật đầu chỉ vào ông lão đang hôn mê nói tôi có thể cứu ông ta không được cô gái trẻ nói chú long tên này ăn nói lung tung nói điều không chắc mắt hơn nữa ông nội cháu là ai chứ anh ta lại là ai có tư cách gì mà khám cho ông nội cháu ngộ nhỡ làm hại gì đến ông nội cháu thì làm sao đây những người khác đều khẽ gật đầu, rõ ràng là đồng ý với ý kiến của cô gái. Thân phận của ông lão quá tôn quý, bình thường khám bệnh cho ông ấy, nào không phải là bác sĩ tài giỏi hạng nhất hạng nhì Việt Nam, tên thanh niên trước mặt sao có thể khám mà không mang theo ý muốn mắc nối gì. Ha ha, các người quyết đi, tôi chỉ khuyên các người một câu, chỉ sợ các người còn chưa xuống núi, ông lão đã ngừng thở rồi. Đường Tuấn cũng không tức giận, bình tĩnh nói. Trên mặt mấy người kia lộ ra vẻ kinh sợ, Chú Long sờ vào cổ tay ông lão, sắc mặt khẽ đổi. Nhịp tim của ông lão càng ngày càng chậm, cho người ta cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng. "Cậu có chắc chắn không?" Chú Long trầm giọng hỏi. Đường Tuấn gật đầu, nói, "Bệnh nhẹ thôi mà." "Chương 467, em ở đây đợi anh một lát." Tuy nhiên, chú Long lại lắc đầu, nhìn Đường Tuấn, nói, "Nếu như cậu không chữa được, cậu và người bạn phía sau cậu, đừng hòng rời khỏi đây." Đường Tuấn nghe thấy vậy, không khỏi có chút tức giận, cười khẩy, vậy các người nên đi mời cao nhân khác đi. Chữa bệnh cho người ta, còn bị người ta uy hiếp. Loại chuyện này cho dù là bác sĩ non trẻ cũng nổi giận, huống hồ lại là loại bác sĩ tài giỏi như Đường Tuấn. Nói xong, Đường Tuấn nắm tay mộ dung lan, xoay người định rời đi. Mau đi đi, đồ lừa đảo, cô gái trẻ hét vào lưng Đường Tuấn. Chú Long cũng bất ngờ, không ngờ thanh niên này lại kiêu ngạo như vậy. Nhưng ông ta không kịp nghĩ nhiều, lúc này nhịp tim của ông lão đột nhiên ngừng sắc mặt của ông lão lại trở nên đỏ hồng giống như là có một hơi thở trong lồng ngực không thể thở ra được hồi quang phản chiếu không được sắc mặt chú long thay đổi lúc này ông ta mới nhận ra đường tuấn nói không sai cậu thanh niên xin dừng bước chú long vội vàng gọi thế nào lẽ nào tôi không khám bệnh cho ông cụ ông cũng không định cho tôi đi đường tuấn nhếch miệng cười mỉa mai chú Long lộ rõ vẻ áy náy, nói, vừa rồi là tôi lỡ lời. Người anh em này, phiền cậu ra tay cứu giúp, mặc kệ có thể chữa hay không, tôi bảo đảm sẽ không truy cứu trách nhiệm. Chú Long, chú đang làm gì vậy? Những người khác đồng loạt lên tiếng, nhìn chú Long với vẻ mặt không dám tin. Nếu không phải địa vị của chú Long ở nhà bọn họ rất đặc biệt e rằng lúc này bọn họ đã chửi bới ẩm ý rồi. Im miệng, chú Long quát, một khí thế vô hình tỏa ra, nếu các cô cậu không muốn phải mặc áo tang, đốt tiền vàng, thì im miệng cho tôi. Những người khác cũng sướng sờ, nhưng cũng không dám mở miệng. Làm phiền rồi, chú Long chắp tay về phía đường Tuấn, nhẹ nhàng nói. Đường Tuấn vỗ vỗ lên mu u bàn tay mộ dung lan, nói em ở đây đợi anh một lát. Khi anh đến bên cạnh ông lão, chú Long nhẹ nhàng đặt ông lão xuống đất, rồi đứng dậy sang một bên. Anh rút cây ngân châm từ trong túi mang theo bên mình ra, cây châm dài khoảng 10 phân, trông rất đáng sợ. Những người đứng xung quanh ông lão nhìn thấy cây châm dài như vậy, đều bị dọa giật mình, muốn lên tiếng, nhưng chú Long lại trừng mắt cản họ lại. Sau khi dùng chân khí sát trùng, Đường Tuấn từ từ cắm châm vào tim và mấy huyệt lớn xung quanh tim ông lão. Thấy mấy cây kim dài như vậy đâm vào cơ thể ông lão, còn ở vị trí nguy hiểm như vậy, mấy người kia đều toát mồ hôi hôi. Chỉ có chú Long là ánh mắt rực sáng, ông ta đã từng nghe nói càng là cao thủ y đạo tài giỏi thì dùng châm càng dài, nhưng loại châm dài đến 10 phân này thì ông ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể nói, nam thanh niên trước mặt là bác sĩ có y thuật tài giỏi nhất trong mà ông ta đã từng thấy trong nhiều năm qua. Không biết vì sao, chú Long lại thầm cảm thấy tin tưởng cậu thanh niên lạ mặt này thêm mấy phần. Mặc dù khá đáng sợ, nhưng khi ngâm châm của Đường Tuấn Đâm xuống, hô hấp của ông lão dần dần bình ổn trở lại, vẻ đau đớn cũng dần dần bình tĩnh lại sắc đỏ kỳ lạ trên khuôn mặt cũng biến mất, rồi trở nên trắng bệch lần nữa. chương 468 Mộc Tuấn Long chắc hẳn là tên của chú Long. Trong lòng đường Tuấn khẽ thở dài, mặc dù vừa rồi anh cố gắng duy trì tâm tình của bản thân, nhưng lại không có cơ hội nhìn bí thuật nhập thần thăm dò. Nếu có thể nhìn trộm bí ẩn nhập thần một lần nữa, anh có thể chắc chắn hơn mấy phần. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng đường Tuấn nhanh chóng điều chỉnh. Nếu như nhập thần dễ dàng đạt được như vậy, thì tự cổ chí kim cũng sẽ không chỉ có một vài người tài giỏi như Tuệ Tĩnh và Lê Hữu Trác. Mặc dù anh tự nhận khả năng y thuật của bản thân không tồi, nhưng đối với anh mà nói, nhập thần vẫn là một bức tường chắn không thể vượt qua. Sau khi rút cây kim từ trong người ông lão ra, Đường Tuấn mới đứng dậy, thở ra một hơi, nói, bệnh của ông lão đã chữa được rồi. Tốt nhất là nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong một tháng tới, sau đó, từ từ an dưỡng, khôi phục. Chú Long cảm nhận được mạch đập của ông lão, đích thực là đã khôi phục như thường sau khi yên tâm được một chút ông ta mới hỏi người anh em không biết nên xương hô với cậu như thế nào đường tuấn đường tuấn nói lần này cảm ơn người anh em đường tuấn đã ra tay giúp đỡ chú long cảm kích nói ông ta từ trong túi lấy ra một danh thiếp đưa cho đường tuấn đây là danh thiếp của tôi nếu như sau này cậu đường có chuyện phiền phức gì không giải quyết được thì có thể đến hà nội tìm tôi đường tuấn nhận danh thiếp vừa nhìn, sắc mặt lộ ra chút kinh ngạc. Danh thiếp này rất bình thường, nhưng hàng chữ viết trên bề mặt lại không bình thường chút nào. Mộc Tuấn Long, trưởng phòng bảo vệ của tập đoàn Dương Mộc. Mộc Tuấn Long chắc hẳn là tên của chú Long. Ở Việt Nam, có một số công ty, tập đoàn lớn hàng đầu, tuy không nằm trong top 500 công ty lớn mạnh nhất, nhưng thực lực của bọn họ chắc chắn không thua kém gì top 500 công ty lớn mạnh nhất thế giới. Hơn nữa tập đoàn Yên Hòa của nhà Hoàng Phủ và tập đoàn Dương Mộc của nhà họ Mộc chính là hai công ty trong số đó. Thực lực tổng thể của tập đoàn Mộc Thanh trong những năm đầu còn mạnh hơn cả tập đoàn Yên Hòa, nhưng từ khi Hoàng Phủ Ngọc tiếp quản tập đoàn Yên Hòa thì đã vượt qua tập đoàn Dương Mộc. Còn thực lực của tập đoàn Dương Mộc vẫn rất lớn mạnh, vẫn là một doanh nghiệp tàu sân bay lớn nhất Việt Nam. Hay nói cách khác, những người trước mặt này chính là người của nhà họ Mộc của tập đoàn Dương Mộc. Xin chào! Tôi là Mộc Mạnh Nam, tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Dương Mộc. Lúc này, người đàn ông trung niên cũng phản ứng, chủ động giới thiệu với Đường Tuấn. Hai anh em trẻ tuổi kia lần lượt là Mộc Nhược Thanh và Mộc Tĩnh Yên, cả hai đều đang đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong tập đoàn Dương Mộc. Người phụ nữ trung niên kia chính là vợ của Mộc Mạnh Nam, tên là Hoàng Phủ Nhược, là người của nhà họ Hoàng Phủ. Sau khi giới thiệu xong một lượt, lại hàn huyên vài câu. Mộc Mạnh Nam vẫn lo lắng cho an nguy của cha mình, nên tìm lý do để xuống núi. Còn Đường Tuấn và Mộ Dung Lan vẫn muốn cúng bái Hoa Đình Phong, nên vẫn tiếp tục ở lại trên núi. chương 469, bố ơi, thật đúng vậy sao? Mẹ ơi, thằng cha kia chỉ là thuận miệng bịa chuyện lừa người ta thôi. Mục tĩnh yên nói với vẻ mặt khinh thường, nhìn dáng vẻ của anh ta đâu có giống bác sĩ gì. Con thấy anh ta trông chẳng khác nào mấy tên lang băm, thầy bói bầy sạp ngoài đường cả. Phỏng trừng lần này chữa bệnh cho ông nội, cũng là gặp may mà thôi. Đối với Đường Tuấn, Mộc tĩnh yên thực sự là không có bất kỳ thiện cảm nào, một khi có hội đương nhiên là phải ra sức chê bai anh. Được rồi, chút nữa đưa cha của chúng ta đến bệnh viện kiểm tra là biết thật hay giả rồi. Nếu như cậu ta thật sự động tay động chân, thì nhà họ Mộc tuyệt đối sẽ không tha cho cậu ta. Mộc mạnh nam trầm giọng nói, ánh mắt tàn nhẫn, có thể ngồi vững vị trí giám đốc tập đoàn Dương Mộc, tuyệt đối không phải là hạng người hiền lành. Hưm ông cụ vốn đang nằm lúc này lại phát ra giọng nói trầm thấp sau đó yếu ớt tỉnh lại bố ơi ông nội bố ông thấy sao rồi ạ à? một đám người vây xung quanh ngay lập tức ông cụ nhìn mấy người bên cạnh ánh mắt đờ đẫn dẫn trở lại bình thường hỏi ta đang ở đâu đây một mạnh nam nói tóm tắt đơn giản về chuyện xảy ra ở trên núi cũng không hề thêm mắm dặm muối gì vào ông cụ hơi nhắm mắt cảm nhận độ đập mạnh yếu của tim lúc mở mắt ra ông cụ hoảng sợ ra mặt thều thào nói thần y quả đúng là thần y ta cảm thấy nhịp tim đập chưa từng mạnh mẽ như thế này hít thở cũng thoải mái hơn nhiều hơn nữa toàn thân của ta cũng cảm thấy khỏe hơn rất nhiều ông ta cũng không biết rằng lúc đường tuấn châm cứu cho ông ta chân khí chạy đều khắp cơ thể đả thông kinh mạch đồng thời loại bỏ hết những bệnh tật khó nói trong cơ thể của ông ta bố ơi thật đúng vậy sao trong mắt mộc mạnh nam lộ ra vẻ vui mừng thân phận của ông cụ rất đặc biệt, nếu như có thể chống đỡ được thêm mấy năm thì có lợi rất lớn đối với sự phát triển của nhà học Mộc. Ông cụ gật đầu, trừng mắt nhìn con trai của mình một cái, nói, đây còn có thể có giả được hay sao? Chẳng lẽ con muốn ông già này chết sớm một chút sao? Mộc Mạnh Nam ngượng ngùng cười. Hoàng phủ nhược nói, "Bố, anh Mạnh Nam không phải là cái ý này. Nhưng để đảm bảo sức khỏe của bố, con đề nghị mấy ngày này bố nên đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát." đặc biệt, cần phải tim vào một số cơ quan quan trọng của cơ thể. Ông cụ im lặng một lúc, sau đó gật đầu đồng ý. Được, con thông báo cho bệnh viện của Hà Nội ngay lập tức, để bọn họ chuẩn bị tốt. Một mạnh nam trầm giọng nói, bọn họ không yên tâm về điều kiện ở đây, Hà Nội là nơi đứng đầu cả nước về đội ngũ bác sĩ và trang thiết thiết bị y tế, cũng có thể bảo vệ an toàn cho ông cụ càng tốt hơn. Đúng rồi, cậu thanh niên kia tên đường Tuấn kia đâu rồi? Ông cụ đột nhiên hỏi, bố bố yên tâm đi chỉ cần xác nhận sức khỏe của bố đã ổn con sẽ mời chàng trai đó ra hà nội để điều dưỡng cơ thể cho bố nhà họ mộc chúng ta sẽ không bạc đãi cậu ta mộc mạnh nam nói lúc này ông cụ mới hài lòng nhắm mắt lại nghỉ ngơi mà những người khác của nhà họ mộc đưa mắt nhìn nhau trong mắt đều có vẻ khiếp sợ đặc biệt là mộc tĩnh yên cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô đang chề ra cảm giác nhét vừa được một quả trứng trong mắt của cô ta Đường Tuấn chỉ là một tên lừa gạt, khoác lác không hơn không kém, sao có thể thật sự chữa khỏi bệnh cho ông nội của cô ta chứ? chương 470, đó chỉ là một nguyên nhân thôi. Mục tĩnh hiên vốn định nói thêm cái gì đó nữa, nhưng lại bị một mạnh nam ngăn cản bằng ánh mắt. Về thân phận của Đường Tuấn, bọn họ vẫn phải điều tra một chút, cho dù Đường Tuấn thực sự là bác sĩ có tài năng, nhưng nếu như thân thế không rõ ràng, thì bọn họ cũng không dám tùy tiện đưa vào trong nhà họ Mộc. Trong khi người của nhà họ Mộc đang bàn luận về đường tuấn, anh đã bái cúng Hoa Thiên Phong cùng với Mộ Dung Lan xong, rồi đi xuống núi. Mấy người kia thực sự là người của tập đoàn Dương Mộc sao? Mộ Dung Lan cuối cùng cũng nói ra nghi vấn ở trong lòng. Tập đoàn Dương Mộc thật sự là cực kỳ to lớn, vô cùng nổi tiếng ở trong Việt Nam, dây xích sản nghiệp gần như liên quan đến các loại ngành nghề. Đến bây giờ cô ấy vẫn có chút không dám tin như cũ, ông ngoại của mình lại có quan hệ với loại thế gia lớn này. Đường Tuấn nói, "Ừm, có lẽ không giống như làm giả. Cho dù là có một vị cao thủ tông sư cảnh giới chân khí như chú Long làm vệ sĩ, hay là loại khí chất xuất chúng trên người của đoàn người nhà họ Mộc, thì đều chứng minh xuất thân của bọn họ không bình thường. Cho dù là nhà họ Nhan hay là nhà họ Đường khi còn hưng thịnh, đều không thể so sánh được. Hai người cũng giống như sự khác biệt của mây với bùn vậy, một cái trên trời, một cái dưới đất. Vậy tại sao vừa nãy anh không nhắc đến chuyện báo thù?" mộ dung lan nhìn đường tuấn hỏi nếu như em không đoán sai thì ông cụ kia có lẽ chính là mộc sơn người trưởng quản của nhà họ mộc anh cứu mạng của ông ta cho dù có tìm bọn họ đòi chút thù lao cũng không phải quá khó khăn nếu như có bọn họ trợ giúp thì việc lấy lại nhà họ đường sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều đường tuấn dừng bước chân không trả lời vấn đề của mộ dung lan ngay lập tức mà lại hỏi em có biết vì sao hoàng phủ ngọc lại quen biết anh không Mộ Dung Lan nói, không phải lúc trước anh nói là gặp nhau ở trên máy bay sao. Đường Tuấn lắc đầu, nhẹ giọng nói, đó chỉ là một nguyên nhân thôi. Anh nhìn Mộ Dung Lan, nói chậm rãi từng chữ một, thật ra Hoàng Phủ Ngọc là vợ chưa cưới của anh. Ông nội của anh đã định mối hôn sự này với ông nội của cô ấy mười mấy năm trước. Mộ Dung Lan kinh ngạc trong lòng, bất kể cô ấy suy nghĩ như thế nào cũng không hề ngờ tới Hoàng Phủ Ngọc và Đường Tuấn vậy mà có loại quan hệ này. Ha ha! nhưng anh đã từ chối rồi. Đường Tuấn ôm lấy eo của Mộ Dung Lan, nói, nếu như anh thực sự mượn sức của nhà họ Hoàng phủ thì sẽ không chủ động mở miệng từ chối rồi. Hơn nữa, năm đó lúc ông nội của anh chữa bệnh cho ông cụ của nhà họ Hoàng phủ kia, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện có được lợi lộc gì từ nhà họ Hoàng phủ. Anh đứng ở trên đường núi, kề vai với Mộ Dung Lan, nhìn về phía bầu trời xa xa, nói, nếu như người làm nghề chữa bệnh một lòng chỉ muốn làm sao để nhận được thù lao từ trên người của bệnh nhân, thì đã làm trái lại mong muốn chữa bệnh cứu người ban đầu. Làm nghề y không phải là chuyện buôn bán, ở trong mắt bác sĩ chỉ có người bệnh, không phân biệt địa vị cao thấp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 471 tất cả đều được tiến hành thuận lợi. Nhìn dáng vẻ không hiểu của Đường Tuấn, Mộ Dung Lan nói tiếp, nếu như em không cố gắng, nhớ đâu một ngày nào đó Hoàng phủ Ngọc hối hận, muốn cướp anh trở về thì em chỉ đành biết khóc trừ hay sao? Đường Tuấn không khỏi bật cười thành tiếng, ôm chặt lấy Mộ Dung Lan. Khoảng thời gian tiếp theo, Đường Tuấn sẽ ở tạm nhà của nhà họ Mộ Dung. Nhờ vào sự trợ giúp của ông cụ Mộ Dung, cùng sự quyết đoán của bản thân, Mộ Dung Lan đã trở thành người trưởng quản chính thức của nhà họ Mộ Dung. Tuy rằng phía dưới vẫn còn có một số lời phản đối, nhưng chỉ cần trí thông minh của Mộ Dung Lan và thủ đoạn của ông cụ Mộ Dung cũng đã đủ để đối phó với bọn họ. Sau khi Nhan Minh trở về, nhà họ nhan gọi điện thoại đến cho ông cụ mộ dung ngay lập tức nói là hủy bỏ hết tất cả hợp tác của nhà họ nhan với nhà họ mộ dung ông cụ mộ dung cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên bây giờ ông ta đã tìm thấy mục tiêu mới của đời mình đó chính là để mộ dung lan hoàn toàn nắm chắc nhà họ mộ dung trong tay thậm chí trở thành một nữ doanh nhân tài giỏi giống như hoàng phủ ngọc kia chính là sự thất hứa của nhà họ nhan đối với bọn họ mà nói không có chút quan trọng gì về thủ tục hợp tác với công ty thẩm mỹ Cao Hồng phân phối bột tuyết cơ, đường Tuấn giao toàn quyền cho mộ dung lan. Tất cả đều được tiến hành thuận lợi. Nhờ vào sự giúp đỡ của Vương Hiền và nhà họ mộ dung, bột tuyết cơ nhất định sẽ có chỗ đứng vững chắc ở thị trường phía Bắc. Sau khi sắp xếp tất cả các việc xong, thì đã hơn nửa tháng trôi qua rồi, chỉ còn cách đại hội y học cổ truyền của tính Khánh Hòa chưa đến một tuần lễ. Đường Tuấn đã nói với nhà họ mộ dung về việc rời đi, Mặc dù ông Mộ Dung rất muốn trò chuyện với Đường Tuấn, nhưng trong khoảng thời gian vừa qua sống chung với Đường Tuấn, ông ta ngày càng hài lòng với đứa cháu về tương lai này của mình. Tuy nhiên, ông ta hiểu được tầm quan trọng của Đại hội Y học cổ truyền đối với Đường Tuấn, nên cũng không giữ anh lại. Ở sân bay, Đường Tuấn chia tay Mộ Dung Lan, Diệp Quang và Tiết Thành Dân. Đường Tuấn, sau khi xử lý ổn thỏa công việc ở Viện Điều Dưỡng Thành Công, tôi sẽ lập tức đến thành phố Vinh tìm cậu tôi rất mong chờ sự tỏa sáng của cậu tại đại hội y học cổ truyền lần này. đến lúc đó, mấy lão già kia chắc chắn sẽ phải há hốc mồm kinh ngạc. diệp quang cười lớn. trong khoảng thời gian này, đường tuấn giúp diệp quang đã chữa khỏi cho nhiều bệnh nhân ở viện điều dưỡng thành công. điều này khiến ông ta càng khâm phục tài y thuật của đường tuấn. thậm chí, hai người con coi nhau như những người bạn vong niên. ông ta còn mong chờ đại hội y học cổ truyền hơn cả đường tuấn. anh đường, xin anh chờ một chút. Khi họ đang nói chuyện, một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng họ. Khi quay đầu nhìn lại, họ nhìn thấy một phụ nữ trẻ mặc bộ đồ công sở bó sát màu đen đang tiến lại gần. Cô ta có thân hình nóng bỏng và đôi chân dài đi tất đen càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Nếu không có sự bảo vệ của hai người đàn ông vạm vỡ bên cạnh, e rằng đã có rất nhiều người đến bắt chuyện. Đường Tuấn và Mộ Dung Lan nhìn nhau, ánh mắt hai người lộ rõ sự hoài nghi. Chương 472 khoảng 175 tỷ. Bọn họ đã nhìn thấy người phụ nữ này ở nhà họ Mộ Dung, lúc đó, người phụ nữ trẻ đi cùng với Hoàng Phủ Ngọc, có vẻ như cô ấy là trợ lý của Hoàng Phủ Ngọc. Anh Đường, tôi là Thẩm An Dung, trợ lý của Tổng Giám đốc Hoàng Phủ Ngọc. Người phụ nữ trẻ bước tới trước mặt Đường Tuấn và giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Cô ta lấy từ trong cặp ra một tấm thiệp mời màu vàng và đưa cho Đường Tuấn, nói Tổng Giám đốc của chúng tôi đã đặc biệt căn dặn rằng tôi phải tới đây đưa cho anh cô ấy cũng có lời muốn tôi chuyển đến cho anh là cô ấy đợi anh ở Hà Nội. Đường Tuấn mở thiệp mời ra, nội dung bên trong rõ ràng là mời Đường Tuấn tới dự tiệc sinh nhật của ông nội cô ấy vào một tháng sau. Quả nhiên là người phụ nữ nhà Hoàng Phủ, trước mặt biết bao người lại đưa thiệp mời cho tôi, đến lúc đó, nếu tôi không đi thì coi như là tôi sai. Cô ấy có thể đường đường chính chính đứng trước mặt mọi người mà hủy hôn với tôi. Đường Tuấn thầm nghĩ, đoán được ý đồ của Hoàng Phủ Ngọc thiệp mời tôi đã nhận rồi nói với tổng giám đốc của cô rằng một tháng nữa tôi sẽ đích thân đến hà nội tham dự tiệc sinh nhật của ông nội hoàng phủ hơn nữa những gì tôi đã nói trước đây đường tuấn này nhất định sẽ không thất hứa tổng giám đốc các cô cứ yên tâm đường tuấn nhẹ nhàng nói vậy thì tốt rồi vậy thì tôi chúc anh đường lên đường bình an sau đó thẩm an dung rời đi cùng với hai vệ sĩ mộ dung lan nắm tay đường tuấn nói đến lúc đó em đi cùng anh nhé Đường Tuấn thở dài nói, không cần đâu, em hãy giải quyết chuyện của nhà họ mộ dung trước đi đã. Đường Tuấn nhìn theo bóng dáng thướt tha của Thẩm An Dung, không biết vì sao, anh luôn cảm thấy chuyến đi đến Hà Nội vào một tháng sau sẽ không bình yên. Vì vậy, trong thâm tâm, anh không muốn đưa mộ dung lan theo. Khi đường Tuấn xuống máy bay trở về thành phố Vinh, lúc đó cũng đã là buổi chiều cùng ngày. Quách Thịnh Minh và Ninh Đình Trung đến đón anh, đường Tuấn cũng không thông báo cho Diệp Nam Nhật, kể từ sau buổi họp báo về loại thuốc mới và cả những chuyện xảy ra sau đó, mối quan hệ giữa anh và nhà họ Diệp đã trở nên căng thẳng. Sau khi lên xe, Đường Tuấn hỏi Ninh Đình Trung, thuốc mới có bán được nhiều không? Ninh Khánh Bình nói, tốt lắm, mấy ngày trước, Diệp Thanh Phương vừa trả lợi nhuận đợt đầu vào tài khoản ngân hàng. Được bao nhiêu tiền, Đường Tuấn thản nhiên hỏi, gõ ngón tay lên ghế ra trong xe. Khoảng 175 tỷ, Ninh Đình Trung hơi lo lắng nói chỉ có 175 tỷ thôi sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Sau khi đưa ra thị trường, Đường Tuấn đang ở một nơi xa như nhà mộ dung mà vẫn nghe nói đến độ phổ biến và mức độ được ưa chuộng của thông thần và bột tuyết cơ. Hơn nữa, anh vẫn là người hưởng lợi lớn nhất từ hai loại thuốc mới này, nhưng tiền hoa hồng chỉ có 175 tỷ lại khiến không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Ninh Đình Trung gật đầu, nhìn bộ dạng của Đường Tuấn, chậm rãi nói, Diệp Thanh Phương đã hoàn toàn tiếp quản tập đoàn Nam Nhật, không lâu sau khi anh rời đi, anh ta đã tái lập lại cách chia lợi nhuận. Trước đây tôi vẫn không biết gì, cho đến khi nhận được tiền hoa hồng gửi đến vào hai ngày trước, tôi mới nghe được chút tin tức. Chính vì chuyện này, nên tôi đã đến tập đoàn Nam Nhật để tìm anh ta. Anh ta nói như thế nào? Đường Tuấn hỏi, chương 473, chúng ta có nên đến tập đoàn Nam Nhật không? Ninh Đình Trung nói, anh ta nói các đơn thuốc đều nằm trong tay của tập đoàn Nam Nhật, chi phí sản xuất đều do tập đoàn Nam Nhật chi trả, vậy nên tập đoàn Nam Nhật sẽ nhận được phần lớn lợi ích trong số đó. Việc phân chia lợi nhuận ban đầu không hợp lý, anh ta đã cũng đã gọi cho các cổ đông của công ty lại để họp và tất cả đều đồng ý. Ngoặc kép, nói đến đây, Ninh Đình Trung không khỏi lộ ra vẻ tức giận, nói anh ta rõ ràng đang làm sai so với thỏa thuận trong hợp đồng. Đường Tuấn, chúng ta có thể kiện anh ta, chỉ riêng lần này chúng ta đã mất gần 350 tỷ tiền lời. Đường Tuấn lại lắc đầu, nói: "Lúc đó tôi và chú Diệp chỉ thỏa thuận miệng, không ký hợp đồng." "Chú Diệp nói như thế nào?" Ninh Đình Trung thở dài nói: "Ông ta không nói gì. Tôi tìm ông ta, nhưng ông ta lại không muốn gặp tôi." "Đường Tuấn, bây giờ bọn họ rõ ràng đang muốn chiếm hai loại thuốc mới làm của riêng." Ninh Đình Trung tức giận nói: "Ngay cả Ninh Đình Trung cũng không chịu nổi khoản lỗ gần 350 triệu này. Đây mới chỉ là lần chia lợi nhuận đầu tiên." nếu cứ như vậy thì họ phải lỗ hơn ba chục tỷ. Tôi biết rồi, Đường Tuấn không hề thể hiện chút thái độ gì, giống như việc này không liên quan gì đến anh. Sương Lộc đâu, Đường Tuấn hỏi. Ninh Đình Trung hơi thất vọng khi nhìn thấy như vậy, mặc dù Đường Tuấn có y thuật tốt nhưng anh vẫn còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm trong chuyện kinh doanh, còn thua kém nhiều so với Diệp Thanh Phương và Diệp Nam Nhật, lần này chịu thua thiệt nhiều như vậy nhưng cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Cô ấy đã học hành rất tốt, chỉ sau một thời gian nữa thôi là cô ấy sẽ có thể bắt đầu rồi. Ninh Đình trung thầm thở dài nói. Ừm, Đường Tuấn đáp, Dương Lộc là một người phụ nữ thông minh, bây giờ cô ấy cũng đã hiểu những gì anh muốn cô ấy làm. Chúng ta có nên đến tập đoàn Nam Nhật không? Ninh Đình Trung hỏi. Đường Tuấn vừa muốn trả lời, nhưng lúc này Quách Thịnh Minh đã cắt ngang. Anh Đường, tôi sợ anh phải đi cùng tôi trước. Đã có người đợi anh hai ngày rồi. Ủa, là ai thế? Tại sao trước đây không nói cho tôi biết?" Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Quách Thịnh Minh nói, "Là một đạo sĩ trẻ tuổi, anh ta nói đặc biệt tới đây là vì anh, nhưng anh ta cũng nói là anh ta không vội, có thể chờ được. Cho nên tôi không gọi cho anh." Khi nói, biểu cảm trên mặt Quách Thịnh Minh hơi mất tự nhiên, giống như đang che giấu điều gì đó khó nói. "Tên anh ta là gì?" Đường Tuấn hỏi, nếu là một vị đạo sĩ bình thường, e rằng Quách Thịnh Minh sẽ không nói ra lời như thế này anh ta nói anh ta tên là Mục Phương, anh ta đến từ núi Hồng Lĩnh. Quách Thịnh Minh nghiêm nghị nói, lúc đầu tôi không tin, nhưng sau đó tôi có thử dép đấu với anh ta. chương 474 nếu như dạy đại trà, các quy tắc sẽ bị phá vỡ. Ngoặc kép, vậy trước hết hãy đi gặp vị chân nhân trẻ tuổi này của núi Hồng Lĩnh. Rất nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu đường Tuấn, bình tĩnh mà nói. Sau khi bén duyên với con đường y thuật, anh không chỉ tiến bộ vượt bậc trên con đường y thuật mà còn tiến bộ rất nhiều trên con đường võ học. Vậy nên, khi đối mặt với chân nhân trẻ tuổi được mệnh danh là triển vọng của cảnh giới thần hải này, anh cũng không sợ chút nào. Dựa theo chỉ dẫn của của Quách Thịnh Minh, sau nửa giờ, ba người đường tuấn đến một phòng tập võ. Phòng tập này do Quách Thịnh Minh mở ở thành phố Vinh. Anh ta được người ta gọi bằng cái tên phong lôi bát cực, danh tiếng rất vang dội, nên đương nhiên sẽ thu nhận đệ tử và mở phòng tập võ. Bước vào phòng tập võ, nam nữ thanh niên mặc quần áo tập thể dục lập tức đồng thanh chào phía Quách Thịnh Minh, thầy Quách. Tuy số lượng người không nhiều, nhưng thần sắc của bọn họ đều rất tốt, khí chất hiện trên người cũng không phải dạng tầm thường. Tất nhiên, đây đều là những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu, tiền tiêu không thiếu. Người nghèo học văn, người giàu luyện võ. Câu nói từ xa xưa của Việt Nam này không sai chút nào. Tập luyện võ thuật không chỉ đòi hỏi một người thầy giỏi mà còn cần một loạt các thiết bị luyện tập và thiết bị để kiểm tra các chức năng thể chất. Ngoài các bài tập luyện và chế độ ăn uống thông thường cần phải có sự hỗ trợ của thuốc và thực phẩm bổ trợ, nếu không thể lực sẽ không theo kịp, không những không thể cường tráng mà còn gầy đi. Những thứ này đều yêu cầu chi phí rất cao. Nếu không có sự điều kiện kinh tế vững chắc thì dù người đó có thiên phú hay kiên trì đến đâu cũng khó có thể tiến bộ trong võ thuật, chứ đừng nói đến phát huy nội lực hay chân khí của các loại cảnh giới trong võ thuật. Đường Tuấn liếc nhìn một lượt toàn bộ người trong phòng tập võ, sau đó khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, những người này đang học bắt cực quyền, nhưng phần lớn bọn họ chỉ có tư thế giống, chứ không phải là bắt cực quyền thực sự. Quách Thịnh Minh ở một bên giường như đã đoán được câu hỏi trong đầu Đường Tuấn, lên tiếng giải thích võ công bây giờ chính là như vậy. Không thể tùy tiện truyền cho mọi người được, võ công chân chính sẽ chỉ truyền cho một hai người, thậm chí là chỉ truyền cho đúng một người. Nếu như dạy đại trà, các quy tắc sẽ bị phá vỡ. Ngoặc kép, khi đường Tuấn nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Y học và võ thuật đều là hai nét văn hóa cổ đại của Việt Nam, cả hai đều coi trọng tính truyền thừa. Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng cả hai đều đang phát triển không tốt và đang phải đối mặt với những thách thức từ các nền văn hóa nước ngoài. Y học thì có y học phương Tây, y học Hàn Quốc, còn võ thuật thì có karate, taekwondo, đấu vật mà những người dạy y học cổ truyền và võ thuật đều muốn giữ lại của riêng mình, không muốn thực dạy những điều đó cho người khác. Về lâu dài, e rằng ngay cả bản thân người Việt Nam cũng sẽ quên đi võ thuật và y thuật mà tổ tiên này đã tốn không biết bao nhiêu công sức để nghiên cứu. chương 475, xin thất lễ. Cha, hóa ra là bọn họ, nhưng Đường Tuấn là bác sĩ, còn Ninh Đình Trung lại là dược sĩ mà, sao lại đến phòng tập võ của chúng ta để làm gì? hay là bọn họ muốn bàn chuyện làm ăn phòng tập võ của chúng ta? Bọn họ làm cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần không gây chuyện với phòng tập võ của chúng ta, nếu bọn họ muốn làm gì thì đừng trách tôi không khách sáo. He he, đại ca nói đúng, cho dù đường Tuấn có y thuật tốt, nhưng có lẽ anh ta thậm chí không đủ sức để giết một con gà. Đại ca được thầy truyền dạy những điều tinh túy nhất, chỉ cần một tay là có thể đánh bại anh ta. Ngoặc kép, những lời bình luận này rơi vào tai đường Tuấn, nhưng đường tuấn không tức giận ngược lại sắc mặt của quách thịnh minh hơi khó coi những người này nghĩ rằng họ sẽ bất khả chiến bại sau khi học được một vài chiêu thức từ anh ta thậm chí họ còn dám nghĩ rằng có thể hạ gục đường tuấn chỉ bằng một tay quách thịnh minh khẽ liếc nhìn đường tuấn hơn nửa tháng không gặp đường tuấn dường như không có gì thay đổi tuy nhiên trong mắt của những người luyện võ như quách thịnh minh hơi thở của đường tuấn ngày càng trầm thấp trước đây đường tuấn giống như một thanh kiếm mạnh mẽ và sắc bén nhưng bây giờ Đường Tuấn giống như một mặt hồ yên bình, yên lặng mờ mịt, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Dáng vẻ của Đường Tuấn càng toát ra vẻ mạnh mẽ và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Đương nhiên, Quách Thịnh Minh không biết rằng Đường Tuấn đã vô tình biết được bí thuật nhập thần trong y học, đồng thời cũng luyện tập võ thuật. Anh ta đã tiến một bước rất quan trọng trong võ thuật và đã hình thành linh khí của chính mình trong cơ thể, có khả năng ảnh hưởng đến tâm trí của người khác. Xoạt, Đường Tuấn đẩy cánh cửa gỗ ra nhìn thấy mộ vị đạo sĩ trẻ tuổi đang ngồi bên trong. Vị đạo sĩ này mặc áo choàng đen, hai bàn tay giấy trong ống tay áo tỉ bà rộng thùng thình, ngồi trên ghế, nhắm mắt trầm tư. Khuôn mặt của đạo sĩ trẻ tuổi này trắng trẻo như ngọc, tóc dài búi cao, cài kẹp tóc bằng gỗ, khá như một nho sinh thời xưa. Anh ta ngồi trên ghế, cho người ta cảm giác yên bình vô tận, tâm trí nóng nảy dường như cũng được gột rửa mà bình tĩnh hơn. Anh ta chưa đầy 30, nhưng trên người anh ta toát ra vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục. Khi Đường Tuấn nhìn thấy người đạo sĩ này thì anh đã biết tu vi võ công của anh ta nhất định không thua kém anh. Anh ta cũng đã đạt đến cảnh giới ảnh hưởng đến tâm trí của người khác bằng linh khí trong cơ thể như Đường Tuớ. Lúc này, đạo sĩ trẻ tuổi đã nhìn thấy Đường Tuấn, bèn mở mắt ra. Đôi mắt anh ta trong veo, không có tạp chất, tựa như dòng suối trên núi. Anh ta đứng dậy, đưa tay về phía Đường Tuấn và nói, tôi là mục phương của núi Hồng Lĩnh. Đường Tuấn, Đường Tuấn nói, xin thất lễ, sau khi mục phương chào hỏi, thân thể của anh ta đột nhiên lao tới. Một sải chân, khoảng cách 728 mét đối với anh ta dường như không tồn tại, khoảnh khắc tiếp theo, lòng bàn tay của anh ta đã in trên ngực Đường Tuấn. Đường Tuấn dường như đã đoán được từ lâu, lòng bàn tay từ eo phóng ra nhanh như chớp chạm vào lòng bàn tay mục phương. Quỳnh, âm thanh vang vọng giống như tiếng chống đập trong phòng trước khi cửa đóng lại nhóm thanh niên nam nữ đứng xem bên ngoài chỉ cảm thấy tim đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi cổ họng vì âm thanh đó một số người gan nhỏ hơn thì cả người đã loạng choạng chân mềm nhún thậm chí ngồi sụp xuống đất âm cửa kính trong phòng tập võ giống như đã bị một bàn tay vô hình đánh mạnh vào cùng lúc vỡ tan tành mảnh kính vỡ rơi khắp sàn nhà audio điện tử võ tấn bền